rể quý trời cho. Chương 1081, tâm lý méo mó. Sau khi Lý Xà nghe Lâm Thanh Diện là người của chúng thần điện thì ánh mắt ngưng tụ, người lùi về sau hai bước. Nhưng ngay sau đó đã trở lại bình thường, trên mặt hắn là nụ cười giễu cợt. Tôi còn tưởng ai, không ngờ là người của chúng thần điện, chỉ là lẽ nào anh không thấy một mình anh chạy tới đây muốn bắt tôi là quá ngây thơ rồi sao? Lý Xà cười khẩy. Mặc dù vừa nãy Lý Xà đã nhìn thấy cảnh tượng Lâm Thanh Diện xử lý hơn 10 tên thuộc hạ của mình bằng một đấm, nhưng lúc đó Lâm Thanh Diện vẫn chưa phóng ra huyền kình, anh chỉ đơn thuần dựa vào kình phong khiến hơn 10 người đó bị ngã mà thôi. Cho nên Lý Xà biết Lâm Thanh Diện không phải người bình thường, nhưng cũng chỉ coi anh là cao thủ tông sư cảnh mà thôi. Bây giờ Lâm Thanh Diện nói anh là người của chúng thần điện, trong lòng hắn lại càng tin tưởng điều này hơn. Lâm Thanh Diện còn trẻ như vậy, cũng chỉ có chúng thần điện mới bồi dưỡng được ra nhân tài như này. Lâm Thanh Diện nghe Lý Xà nói vậy thì nở nụ cười trêu chọc, thế nào, lẽ nào một mình tôi tới bắt cậu còn chưa đủ à? Lý Xà bật cười, chỉ dựa vào năng lực của một mình anh, muốn bắt tôi á, chờ thêm 20 năm nữa đi. Tôi nể tình anh là người của chúng thần điện, hôm nay tha cho anh một mạng, cút ngay bây giờ thì tôi sẽ không truy cứu nữa, nhưng nếu anh vẫn không biết tốt xấu thì đừng trách tôi không khách sáo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Thanh Diện không định nói nhảm với Lý Xà, anh vốn là tới trừ hại cho nhân dân, lại phát hiện anh Xà chính là Lý Xà mà chúng thần điện đang truy bắt, cũng có thể coi là một niềm vui bất ngờ, cho nên dù thế nào hôm nay Lý Xà cũng không thể thoát khỏi tay anh. Thế sao, tôi muốn xem anh lấy dũng khí ở đâu mà nói những lời này. Nói xong Lâm Thanh Diện chậm rãi ngưng tụ huyền kình thành một con dao dài. Lý Xà nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ không tin. Anh, thực lực của anh đã đạt tới hóa cảnh rồi sao? Lý Xà nhất thời không kìm được mà ngạc nhiên kêu lên. Lâm Thanh Diện cười nói, không chỉ là hóa cảnh thôi đâu, thật ra thực lực của tôi đã đạt tới hóa cảnh đỉnh phong rồi, anh tin không? Vẻ mặt Lý Xà trầm xuống rồi khịt mũi hừ lạnh, anh đừng có lừa tôi, lẽ nào hóa cảnh đỉnh phong là cảnh giới anh muốn đạt là đạt được sao? Ông đây cố gắng bao nhiêu năm vẫn chỉ là hóa cảnh sơ kỳ, cho dù anh có tài giỏi đến mấy cũng không thể đạt được hóa cảnh đỉnh phong ở độ tuổi này. Nói xong trong tay hắn đã xuất hiện một cây roi, không nói hai lời phất về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cầm con dao trong tay chém về phía trước, một tia sáng hiện ra, chém vào roi dài của Lý Xà. Uy lực của sợi roi dài của hắn chỉ ở hóa cảnh sơ kỳ, còn Lâm Thanh Diện đã ở hóa cảnh đỉnh phong, cho dù không dùng toàn lực thì Lý Xà cũng không chống lại được. Trong phút chốc, cây roi dài của Lý Xà đã bị dao dài của Lâm Thanh Diện chém thành hai mảnh, sau đó hóa thành các đốm nhỏ ngôi sao rồi tan biến trong không trung. Lý Xà kinh hãi, không ngờ thực lực của Lâm Thanh Diện lại mạnh như vậy, chém đứt được vũ khí mà hắn biến hóa ra. Lúc này trong lòng hắn đã tin những lời Lâm Thanh Diện nói, dù sao nếu không phải thực lực hóa cảnh đỉnh phong thì sao có thể một chiêu chém đứt vũ khí của hắn được. Lý Xà nhận thấy tính nghiêm trọng của sự việc, dứt khoát xoay người bỏ chạy. Trong lòng hắn biết rõ nếu tiếp tục đánh với Lâm Thanh Diện thì hắn sẽ không có cơ hội chiến thắng. Lâm Thanh Diện thấy thế thì lập tức đuổi theo, gần như là trong nháy mắt anh đã xuất hiện phía sau Lý Xà. Anh thấy có thể thoát khỏi tay tôi được không? Lâm Thanh Diện cười hỏi. Lý Xà thầm mắng một tiếng sau đó đánh ra một quyền từ phía sau Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện thuận thế hỏa giải sức mạnh hắn, còn nhân cơ hội túm lấy cổ tay hắn. Sau đó sức mạnh trên tay Lâm Thanh Diện bùng nổ. Ném Lý Xà về một phía. Người Lý Xà bị ném 360 độ trên không trung, sau đó ngã xuống đất, mặt đất nứt ra một cái hố. Lâm Thanh Diện nhấc chân đạp vào lưng Lý Xà một cước thật mạnh. Lý Xà hộc máu, hiển nhiên đã bị thương. Lâm Thanh Diện đưa tay bấm vào mấy huyệt trên người Lý Xà, sau đó phóng huyền kình vào những huyệt đó của Lý Xà. Lý Xà lập tức la hét thảm thương, cả người không ngừng run rẩy. Mấy chiêu này của Lâm Thanh Diện đã hoàn toàn tước sạch sức mạnh trên người Lý Xà, bây giờ hắn đã trở thành một phế nhân. Lý Xà có ác tâm tàn sát thôn làng, sau khi hắn tới thôn này đã làm không biết bao nhiêu chuyện xấu nên đương nhiên Lâm Thanh Diện sẽ không khách sáo với hắn. Anh túm tóc Lý Xà, nhấc hắn lên rồi hỏi, bây giờ đã tin thực lực của tôi đã đạt tới hóa cảnh đỉnh phong chưa? Ánh mắt Lý Xà nhìn Lâm Thanh Diện đầy vẻ kinh hãi, giọng hắn run run, tin, sức mạnh của tôi đã bị anh phế hết rồi. Xin anh hãy tha cho tôi. Lâm Thanh Diện mỉm cười nói, năm đó khi anh giết sạch toàn bộ thôn làng có từng định tha cho họ không?
Lý Xà nghe Lâm Thanh Diện nói thế thì biết chắc rằng hôm nay Lâm Thanh Diện sẽ không tha cho mình, sự kiêng kỵ ban đầu cũng từ từ trở nên điên cuồng. Bọn họ chỉ là một lũ kiến mà thôi, tôi giẫm chết một lũ kiến thì có gì sai. Sắc mặt Lâm Thanh Diện trầm xuống, sau đó nói, mục đích anh tới thôn này là gì? Đương nhiên là để cầu sức mạnh cao hơn, trong núi này có một cao nhân, tôi muốn bái sư. Lý Xà biết hôm nay mình đã không còn đường sống nữa nên cũng chẳng cần phải giấu giếm. Anh bái sư thì bái sư, sao phải tập hợp người lại gây phiền phức cho người trong thôn? Thực lực của anh đã tới hóa cảnh sơ kỳ, lẽ nào không cảm thấy làm vậy rất hạ thấp bản thân sao? Lâm Thanh Diện hỏi tiếp. Lý Xà cười lớn, có gì mà hạ thấp bản thân, có người thích cơm ngon áo đẹp, được vạn người ngưỡng mộ, tôi thì thích vào thôn làng chơi đùa vận mệnh đám dân làng như lũ kiến, lẽ nào anh không thấy làm vậy rất thú vị à? Mỗi lần nhìn những cô gái tân trong làng bị tôi chơi chán xong ném cho lũ lưu manh, trong lòng tôi rất vui vẻ. Tôi là kẻ mạnh, đối xử với kẻ yếu như vậy thì có gì sai? Lâm Thanh Diện nghe những lời này của Lý Xà, trong lòng cảm thấy ghê tởm, tâm lý hắn đã méo mó, làm những chuyện như vậy mà còn cảm thấy mình không sai. Nếu giữ loại người này lại trên đời sẽ chỉ trở thành tai họa. Có thể anh đã có hiểu lầm về bản thân rồi, nếu anh thật sự là kẻ mạnh thì hôm nay sẽ không bị tôi ấn dưới đất, anh sai ở chỗ quá coi trọng bản thân. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói với Lý Xà câu này xong thì lập tức dùng sức bẻ gãy cổ hắn ta. Chương 1082, xuống núi nhận đồ đệ. Sau khi giải quyết Lý Xà, Lâm Thanh Diện đi dạo một vòng quanh tòa nhà của Lý Xà, muốn xem Lý Xà có để lại mầm tai họa gì không. Sau khi xác định không có vấn đề gì, Lâm Thanh Diện lập tức đốt thi thể của Lý Xà, sau đó rời khỏi tòa nhà kia. Nhóm du côn bị Lâm Thanh Diện đánh bại nằm xuống mặt đất đến trước đó tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, đều bị dọa đến không dám thở manh, nằm trên đất giả chết. Chờ Lâm Thanh Diện đi rồi, bọn chúng mới nhanh chóng bò lên từ dưới đất, rời khỏi nơi này. Hôm nay qua đi, chẳng mấy chốc tin tức anh xà chết sẽ truyền khắp các thôn xóm phụ cận, đến lúc đó các thôn dân trong xóm cũng không còn phải lo lắng bị anh xà bắt nạt nữa. Lâm Thanh Diện đi một mạch về nhà Trương Tuyết. Lúc này dám người bị anh đáng ngất xỉu trước đó đã chạy mất dạng. Lúc anh trở về, Trương Tuyết đang đứng trong sân, nhìn thấy Lâm Thanh Diện thì con mắt lập tức sáng lên, đi nhanh tới trước hỏi, anh Lâm Thanh Diện, sao rồi? Lâm Thanh Diện cười, nói cái anh xà kia đã bị tôi giải quyết, sau này mọi người không cần lo bị gã đến làm phiền nữa. Trương Tuyết nghe xong thì trong lòng cực kỳ kính nể Lâm Thanh Diện, sau đó nói một câu từ tận đáy lòng, anh Lâm Thanh Diện, cảm ơn anh. Lâm Thanh Diện chỉ cười, không nói gì. Anh Lâm Thanh Diện, em và mẹ đã dọn xong một căn phòng trong nhà, tối anh ngủ lại chỗ này đi, chỉ còn mấy ngày nữa là đồ đệ cao nhân trên núi xuống thu đồ đệ rồi, nếu anh không ngại thì mấy ngày này cứ ở nhà em đi, mặc dù điều kiện không quá tốt, nhưng cũng có thể che mưa chắn gió, chỉ cần anh Lâm Thanh Diện không chê là được. Trương Tuyết nói một cách chân thành. Lâm Thanh Diện không có từ chối, tuy anh không phải tới bái sư, nhưng là muốn tìm thủ vệ thứ tư của Tần Trường Sinh. Anh cũng chỉ có thể chờ rồ đệ của thủ vệ này xuống núi thu đồ, để từ trong miệng bọn họ hỏi ra vị trí hiện tại của thủ vệ thứ tư. Cho nên mấy ngày nay anh chắc chắn phải ở lại trong thôn. Buổi tối, mẹ con Trương Tuyết nấu một bữa tối thịnh soạn để thiết đãi Lâm Thanh Diện, trong lúc ăn cơm hai người không ngừng biểu thị lòng biết ơn với Lâm Thanh Diện. Với cả điều khiến Lâm Thanh Diện có chút bất đắc dĩ chính là, mẹ con Trương Tuyết nhận định Lâm Thanh Diện là thần tiên, không lo ăn cơm, đều để Lâm Thanh Diện ăn trước. Nói là đồ vật mà thần tiên nếm qua sẽ dính tiên khí, bọn họ ăn vào sẽ có phúc khí. Lâm Thanh Diện đã giải thích nhiều lần rằng mình không phải thần tiên, nhưng mẹ con Trương Tuyết căn bản không tin, nhất quyết coi Lâm Thanh Diện là thần tiên chuyển thế, cho nên nhìn qua mới giống người bình thường. Lâm Thanh Diện biết có giải thích bọn họ cũng không hiểu, cho nên liền không giải thích nữa, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Thanh Diện rời giường, phát hiện bên cạnh giường của mình lại đặt một cái lư hương. Trong lư hương cắm ba cây nhanh, đã đốt hết. Nếu như đoán không nhầm thì đây nhất định là tối qua mẹ con Trương Tuyết lén lút tới thả vào. Nhìn hương đã cháy hết trong lư, Lâm Thanh Diện không nhịn được mà bật cười, anh chưa từng nghĩ tới, có một ngày mình lại bị người ta coi là thần tiên để tế bái. Mấy ngày sau, Lâm Thanh Diện liền ở lại trong thôn nhỏ cạnh sông dựa núi này. Tin tức anh xà bị anh giết chết nhanh chóng lan sang mấy thôn xóm lân cận, sau khi đám người biết được thì vui mừng khắp trốn. Hận không thể lập tức bày ra một bữa tiệc linh đình. Đồng thời, mẹ con Trương Tuyết nói với mọi người rằng người đang ở trong nhà mình chính là vị thần tiên đã diệt trừ anh xà.
Chẳng bao lâu, toàn bộ người trong thôn đều biết chuyện này, chạy hết đến nhà Trương Tuyết xem thần tiên. Lâm Thanh Diện bị chuyện này làm cho đau đầu, nhưng không ngăn nổi sự nhiệt tình của dân chúng, cho nên ban ngày không ngồi đợi trong nhà Trương Tuyết nữa mà chạy tới chân núi tu luyện. Cho dù như vậy, mỗi lúc trời tối, Lâm Thanh Diện trở về, đều có thể nhìn thấy trước của nhà Trương Tuyết đặt rất nhiều lư hương, bên trong vẫn còn cây nhang chưa cháy hết. Cứ như vậy qua vài ngày nữa, lúc Lâm Thanh Diện định đi ra khỏi nhà, Trương Tuyết ra ngoài từ sớm nhanh chóng chạy về, nhìn thấy Lâm Thanh Diện định đi, liền tranh thủ thời gian gọi anh lại, nói anh Lâm Thanh Diện, anh đừng đi lên núi, đồ đệ của vị cao nhân kia hôm nay xuống núi, bọn họ đã đến thôn bên cạnh rồi. Nghe vậy, con mắt Lâm Thanh Diện như sáng lên, lập tức lên tiếng, nhanh đưa tôi tới. Trương Tuyết gật đầu, sau đó dẫn Lâm Thanh Diện chạy tới xóm bên. Không bao lâu sau, hai người liền tới một chỗ đấy trống mà thôn dân tập hợp. Lúc này, nơi đó đã tụ tập một đám người, gần như người của mấy thôn chung quanh đều chạy tới đây, chính vì muốn được chứng kiến cảnh tượng đệ tử của cao nhân thu đồ. Đương nhiên, các nhà cũng cho con của mình tới chỗ này nếu như may mắn, một khi được tuyển chọn, vậy sau này nhà người này cũng sẽ lên như diều gặp gió. Trên đường tới, Trương Tuyết nói với Lâm Thanh Diện, đồ đệ của cao nhân thu đồ có điều kiện là không được nhỏ hơn 7 tuổi, không quá 20 tuổi, người không phù hợp với điều kiện này đều không được phép tham gia tuyển chọn. Đương nhiên tuổi tác chỉ là một trong các điều kiện sàng lọc, nếu như có tư chất, tuổi tác lớn hơn một chút cũng không sao. Bọn họ có thể tự đề cử mình, đương nhiên, nếu như chỉ tới để gây rối thì sẽ bị đệ tử của cao nhân trừng phạt. Lúc trước Trương Tuyết nói cho Lâm Thanh Diện chuyện này chính là vì thấy Lâm Thanh Diện tư chất không tệ, thử tự ứng cử không chừng sẽ có cơ hội được chọn. Đương nhiên, sau khi được mở mang kiến thức về thực lực của Lâm Thanh Diện, Trương Tuyết đã sớm không có loại ý nghĩ này nữa, dù so thực lực của anh chưa chắc yếu hơn cao nhân trên núi. Hai người chen vào giữa đám đông, nhìn thấy phía trước bầy mấy cái bàn, có ba người, hai nam một nữ, lúc này đang ngồi trước bàn, hững hờ nhìn thôn dân chung quanh. Có thể nhìn ra được sự khinh miệt trong ánh mắt của bọn họ. Mặc dù bọn họ cũng được sinh ra ở trong thôn gần đó, nhưng sau khi được lên núi theo cao nhân học tập, tầm mắt được rộng mở, không khỏi có chút tâm cao khí ngạo, đương nhiên cũng có chút khinh thường thôn dân ở đây. Mà những thôn dân này cũng không dám nói gì, thậm chí còn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, dù sao quan niệm của bọn họ vẫn còn rất lạc hậu. Trên bàn, ba người kia đặt một tảng đá có hình thù kỳ dị, tất cả những ai tới tham gia tuyển chọn chỉ cần đặt tay mình lên trên đó, hòn đá sẽ phát ra chút ánh sáng, dựa vào ánh sáng mạnh hay yếu để phán đoán xem có nhận người này hay không. Vẻ mặt Lâm Thanh Diện tràn đầy hiếu kỳ nhìn tảng đá kia, không ngờ rằng lại có tồn tại loại đồ vật kiểm tra tiềm lực này. Xem ra người tới từ thương nguyên giới, quả nhiên không tầm thường. Lâm Thanh Diện cũng không gấp, kiên nhẫn chờ đợi ba người kia khảo thí. Xong tất cả người tham gia tuyển chọn. Nhìn người cuối cùng tham gia tuyển chọn làm xong khảo thí, Lâm Thanh Diện cũng đi ra khỏi đám người, tiến về phía ba người kia. Chương 1083, Trác Linh Thạch. Năm nay trong thôn này không có hạt giống nào có tư chất tốt, những người này đều kiểm tra xong rồi, cũng mãi mới có người đạt chuẩn, năm ngoái tốt xấu gì cũng có hai người, đúng là càng ngày càng tệ. Đại sư huynh Triệu Lỗi nói. Đúng vậy, có điều có tư chất như chúng ta vốn cũng không nhiều, loại tình huống này cũng là bình thường. Nhị sư huynh Tôn Đào lên tiếng. Sư muội Tiền Nguyệt thì nhàm chán nói, em cảm thấy nguyên nhân chủ yếu là do sư phụ chỉ cho chúng ta thu đồ đệ trong mấy cái làng này, không cho đến nơi khác. Thế giới bên ngoài kia rộng lớn như vậy, nhất định có nhiều người có tư chất tốt, cũng không biết vì sao sư phụ không cho đi. Hại chúng ta chỉ có thể ở mấy cái thôn rách nát này tìm người, chán chết mất. Nguyệt, em cũng từ trong cái thôn rách này ra đây, bây giờ lại còn ghét bỏ à? Triệu Lỗi cười nói. Người thường đi chỗ cao mà, mặc dù trước kia em cũng ở trong làng này, nhưng em đã bái sư nhập môn rồi, điều này nói rõ trong mệnh của em đã định không ở trong cái thôn nhỏ này. Tiền Nguyệt không quan tâm nói. Hai người khác cũng không có phản bác lời cô ta nói, hiển nhiên trong lòng cũng cực kỳ tán thành, bây giờ bọn họ cũng không xem nơi thôn xóm này vào mắt, cho nên đối xử với các thôn dân đều là vênh váo, hất hàm sai khiến. Nhưng mà lần này kiểm tra cũng coi như kết thúc, sư phụ chẳng cho chúng ta đi nơi khác. Nếu có thể ra ngoài xem một chút thì tốt biết bao nhiêu. Tiền Nguyệt nói, đang định cất tảng đá kia đi. Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện đi tới trước mặt bọn họ. Ba người đều quay đầu nhìn sang, Tiền Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Thanh Diện thì lập tức nhíu mày, giọng điệu lạnh băng nói, anh nghe không hiểu quy tắc tuyển chọn à.
qua 20 tuổi không được phép tham gia, hay là anh thấy tư chất của mình không tệ, cho nên muốn chủ động thử xem. Lâm Thanh Diện cười với cô ta, nói tôi không tới tham gia tuyển chọn, tôi muốn gặp sư phụ của các người. Ba người đều sững sờ, trên mặt lập tức lộ vẻ khinh miệt. Nhìn dáng vẻ của anh, hẳn không phải người trong thôn nhỉ. Không ngờ lại có người bên ngoài chạy tới đây chờ chúng ta, lại còn vừa mở miệng đã đòi gặp sư phụ của chúng ta, giọng điệu cũng lớn đấy. Vẻ mặt Tiền Nguyệt tràn đầy kinh bỉ nói. Triệu Lỗi và Tôn Đào cũng cẩn thận nhìn Lâm Thanh Diện, thấy anh không giống như là người có tư chất tốt, trên mặt cũng lộ ra nụ cười mỉa mai. Thực lực của bọn họ đều là tông sư cảnh, đương nhiên không có khả năng nhìn ra Lâm Thanh Diện có tư chất hay không. Thật sự xin lỗi, năm nay sư phụ của chúng tôi mới hạ lệnh, sau này không nhận người nơi khác, chỉ nhận người trong thôn, cho nên anh vẫn nên trở về đi. Triệu Lỗi nói với Lâm Thanh Diện một câu. Lâm Thanh Diện cười một cái, nói tôi nói rồi, tôi không tới tham gia tuyển chọn, tôi tới tìm sư phụ các người, nếu như các người về thì đưa tôi theo cùng. Tiền Nguyệt có hơi mất kiên nhẫn, lên tiếng, anh nghe không hiểu ý chúng tôi đúng không? Chúng tôi nói như vậy chính là không muốn cho anh gặp sư phụ chúng tôi. Sư phụ chúng tôi là người cao quý, há lại để loại người như anh nói gặp là gặp được. Anh nhanh chóng cút cho tôi, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí. Lâm Thanh Diện không ngờ thái độ của bọn họ lại xấu như vậy, cũng nhíu chặt mày. Lần này anh tới tìm thủ vệ thứ tư là vì muốn cứu vợ mình, làm gì có tâm tư lãng phí thời gian với mấy kẻ không biết trời cao đất rộng này. Ha ha, lúc đầu tôi cũng nghĩ sẽ lịch sự nói chuyện với các người, có điều nếu như các người có loại thái độ này, tôi cũng sẽ không khách sáo nữa. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Triệu Lỗi và Tôn Đào nghe thế, ánh mắt đều khựng lại. Không ngờ Lâm Thanh Diện lại dám dùng loại thái độ này nói chuyện với bọn họ, vẻ mặt lập tức trở nên khó chịu. Bọn họ không thèm đặt Lâm Thanh Diện vào trong mắt, dự định ra tay với Lâm Thanh Diện. Đúng lúc này, trong mắt của Tiền Nguyệt đảo một cái, lên tiếng, anh muốn gặp sư phụ của chúng tôi cũng được, chẳng qua nếu như cứ ai nói muốn gặp sư phụ chúng tôi đều dẫn đi, vậy tông phái này của chúng tôi chỉ sợ sớm đã bị người ta chèn phá. Cho nên anh muốn đi gặp sư phụ của chúng tôi, nhất định phải đạt được một điều kiện. Triệu Lỗi và Tôn Đào nghe vậy, lúc này mới ngừng ra tay với Lâm Thanh Diện. Điều kiện gì? Lâm Thanh Diện hỏi một câu. Đây là linh thạch kiểm tra tư chất của tông phái chúng tôi, chỉ cần đặt tay lên, chắc linh thạch đều có thể cảm nhận tư chất của người đó, tư chất của mỗi người đều không giống nhau, làm cho ánh sáng mà chắc linh thạch phát ra cũng khác biệt. Người có tư chất kém, chắc linh thạch sẽ không phát sáng. Mà hơi có chút tư chất thì chắc linh thạch phát ra ánh sáng trắng, tư chất tương đối thì phát ra ánh sáng đỏ, mà người có tư chất cực cao thì sẽ phát ra ánh sáng màu tím. Chỉ cần anh làm cho chắc linh thạch phát ra ánh sáng tím, chúng tôi sẽ đồng ý dẫn anh đi gặp sư phụ. Tiền Nguyệt giải thích một chút cho Lâm Thanh Diện về chắc linh thạch xong, lại nở nụ cười châm chọc nhìn chằm chằm anh. Nhưng nếu anh không làm cho chắc linh thạch phát ra ánh sáng tím, vậy thì phải quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với chúng tôi. Đồng thời cam đoan sau này xe không còn sinh ra ý nghĩ đi gặp sư phụ của chúng tôi nữa. Anh có dám đồng ý với điều kiện này không? Sau khi nghe xong Tiền Nguyệt nói, Triệu Lỗi và Tôn Đào đều nhếch miệng cười khẩy, hiểu ra vì sao Tiền Nguyệt muốn làm thế. Bọn họ đều cực kỳ rõ ràng, người có thể làm cho chắc linh thạch phát ra ánh sáng màu tím căn bản không tồn tại trên đời. Ba người bọn họ đều xem như tư chất tương đối tốt, nhưng ban đầu làm kiểm tra thủ. Cũng chỉ khiến chắc linh thạch phát ra ánh sáng trắng và sáng hơn một chút mà thôi, thậm chí ngay cả hào quang màu để cũng chưa từng xuất hiện. Cho nên bọn họ vốn không cho rằng Lâm Thanh Diện có thể làm cho chắc linh thạch phát ra ánh sáng màu tím. Không chừng Lâm Thanh Diện vốn không có tư chất gì cả, ngay cả ánh sáng trắng cũng không phát ra nổi. Chỉ cần Lâm Thanh Diện đồng ý, đến lúc đó anh ta chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu nhận lỗi. Lâm Thanh Diện nghe xong, cũng có chút hứng thú với chắc linh thạch kia. Cho nên gật đầu với cô ta, nói, được, tôi đồng ý. Tiền Nguyệt thấy Lâm Thanh Diện đồng ý, cười mỉa mai, trong lòng thầm nghĩ cái tên này đúng là một kẻ ngu đần, loại điều kiện thế này mà cũng dám đồng ý, đây chẳng phải rất rõ ràng là muốn người ta dập đầu sao. Cô ta cũng không nói nhiều nữa, lập tức đặt chắc linh thạch lên bàn. Đặt tay của anh lên trên chắc linh thạch là được, Tiền Nguyệt lên tiếng. Vẻ mặt Triệu Lỗi và Tôn Đào đầy vẻ trêu tức, trong mắt cũng tràn ngập mong đợi. Đương nhiên bọn họ không mong đợi Lâm Thanh Diện có kiểm tra ra ánh sáng màu tím hay không, mà là chờ mong Lâm Thanh Diện sẽ dập đầu nhận tôi với bọn họ. Lâm Thanh Diện không do dự, trực tiếp đặt tay mình lên. Vừa mới đụng vào,
Lâm Thanh Diện liền cảm thấy một tia nhiệt độ truyền tới, sau đó có một luồng lực kỳ dị dán vào bàn tay mình. Lâm Thanh Diện cũng có chút tò mò, dựa vào tư chất của mình sẽ là trình độ gì. Nhưng mà qua một hồi lâu, Trác Linh Thạch lại không có chút động tĩnh nào, cũng không có ánh sáng gì phát ra. Cười chết tôi, hóa ra là một kẻ không có bất kỳ tư chất gì, vậy mà cũng đòi gặp sư phụ, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Chương 1084, ánh sáng vàng. Lâm Thanh Diện cũng có chút kinh ngạc nhìn Trác Linh Thạch, không ngờ mình đặt tay lên, cái viên đá này lại không có bất kỳ phản ứng gì. Nhưng ngay cả Tần Trường Sinh của Thương Nguyên Giới cũng nói mình là thiên tài ngàn năm khó gặp một lần, sao mình lại không có bất kỳ tư chất gì chứ? Cho nên việc này nói rõ Trác Linh Thạch này có vấn đề. Tiền Nguyệt cười nhìn Lâm Thanh Diện một chút, mở miệng nói, được rồi, bỏ tay của anh ra đi, anh có đặt thêm thì Trác Linh Thạch cũng không có bất kỳ phản ứng nào đâu, anh vốn không có bất kỳ tư chất gì cả. Dựa theo ước định, anh đến dập đầu nhận sai với chúng tôi đi. Lâm Thanh Diện không bỏ tay mình ra, nói Trác Linh Thạch này của các người có vấn đề. Tiền Nguyệt lập tức cười nhạo một tiếng, nói anh bớt ở chỗ này chơi trò lươn lẹo đi, tự anh không có tư chất lại đi trách Trác Linh Thạch của chúng tôi có vấn đề, đã nói hết cho anh rồi. Triệu Lỗi và Tôn Đào đều nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, chờ anh thực hiện lời cá cược vừa rồi. Anh nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi chúng tôi đi, thời gian của chúng tôi có hạn, không rảnh lãng phí thời gian ở đây với anh. Triệu Lỗi không khách khí nói. Đúng vậy, nhanh đi, nếu anh muốn chơi xấu, thì đừng trách chúng tôi không nương tay. Tôn Đào cũng phụ họa một câu. Lâm Thanh Diện vẫn nhìn chăm chú vào Trác Linh Thạch, tay anh không bỏ ra, bởi vì anh có thể cảm nhận được, bên trên Trác Linh Thạch còn có luồng lực đang phóng ra, dán vào tay mình. Chẳng lẽ Trác Linh Thạch này còn chưa đo ra tư chất của mình, cho nên cần chờ một lúc. Ba người Tiền Nguyệt thấy Lâm Thanh Diện không nhúc nhích thì có hơi không kiên nhẫn. Này, rốt cuộc anh quỷ không? Nếu anh tính bùng thì chúng tôi sẽ chơi tới bến đấy. Tiền Nguyệt cất tiếng. Chớ nhiều lời với anh ta, anh thấy anh ta đang kéo dài thời gian, chúng ta cứ ra tay, dạy dỗ anh ta một trận, nhìn xem sau này anh ta còn chạy tới khoác lác đòi gặp sư phụ của chúng ta nữa không? Tôn Đào lập tức nắm chặt tay thành đấm. Này, rốt cuộc anh muốn sao? Có thể lấy tay ra khỏi linh thạch rồi đấy. Triệu Lỗi híp mắt hỏi. Lâm Thanh Diện không để ý bọn họ, mà cẩn thận cảm nhận năng lượng mà Trác Linh Thạch truyền tới. Triệu Lỗi thấy Lâm Thanh Diện không có phản ứng gì, trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó lập tức mở miệng nói, ra tay đi, anh thấy anh ta không muốn quỳ xuống dập đầu nhận lỗi đâu. Đã vậy, chúng ta cùng lên đánh cho anh ta phải quỳ xuống nhận sai. Nói xong, Triệu Lỗi liền định ra tay với Lâm Thanh Diện. Đúng lúc này trên Trác Linh Thạch đột nhiên phát ra một luồng lực mãnh liệt. Ngay sau đó, ánh sáng vàng chói mắt lập tức bạo phát ra trên Trác Linh Thạch. Các thôn dân đứng cách đó không xa đều vì ánh sáng này mà lập tức che mắt mình đi. Lúc này, Trác Linh Thạch như vầng mặt trời nhỏ, khiến cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Triệu Lỗi và Tôn Đào vốn muốn ra tay cũng vì ánh sáng vàng bất thình lình chiếu ra mà vội vàng che mắt lại, trong lòng cũng dâng lên một tia sợ hãi. Qua một hồi lâu, ánh sáng vàng kia yếu đi, mọi người lúc này mới dám nhìn thẳng vào Trác Linh Thạch. Tiền Nguyệt khó tin mà nhìn ánh sáng vàng nhàn nhạt bao quanh Trác Linh Thạch, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc, cô ta còn chưa bao giờ được chứng kiến Trác Linh Thạch phát ra ánh sáng màu vàng. Với cả rất rõ ràng, ánh sáng màu vàng này còn lợi hại hơn ánh sáng màu tím rất nhiều. Điều này sao có thể, cái tên này làm cho Trác Linh Thạch phát ra ánh sáng màu vàng, chẳng lẽ tư chất của anh ta còn mạnh hơn thiên tài cấp cao nhất nhiều. Tiền Nguyệt lẩm bẩm. Triệu Lỗi và Tôn Đào cũng một mặt kinh ngạc. Hoàn toàn không có tâm tư ra tay với Lâm Thanh Diện nữa. Lâm Thanh Diện cũng không ngờ Trác Linh Thạch sẽ trực tiếp tỏa ra ánh sáng màu vàng như thế, trong lòng cũng hơi bất ngờ. Có điều, ít ra cũng nói rõ anh không phải là không có chút tư chất nào, vừa rồi hẳn là Trác Linh Thạch nhất thời chưa phản ứng kịp, chỉ nên mới một hồi mà không có phản ứng. Anh quay đầu nhìn ba người kia, nói, mặc dù tôi không thể để cho viên đá kia phát ra ánh sáng màu tím, nhưng ánh sáng màu vàng vừa rồi hẳn là còn lợi hại hơn một chút nhỉ. Ba người Tiền Nguyệt đều im lặng một hồi lâu, sau đó Tiền Nguyệt nhìn hai sư huynh của mình, sau đó nói với Lâm Thanh Diện, nói trước tiên anh chờ ở đây một chút, chúng tôi đi thương lượng cái đã. Sau đó Tiền Nguyệt liền dẫn hai vị sư huynh của mình đi, bàn bạc xem có nên dẫn Lâm Thanh Diện đi gặp sư phụ không. Lâm Thanh Diện chỉ mỉm cười, lập tức mở thần niệm, nghe toàn bộ cuộc đối thoại của bọn họ. Chưa đầy một lát, ba người liền đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện lần nữa,
Tiền Nguyệt nói với Lâm Thanh Diện, chúng tôi bàn bạc rồi, bây giờ còn chưa xác định được ánh sáng màu vàng của anh rốt cuộc là sao, nhưng mà anh có thể khiến chắc linh thạch phát ra ánh sáng thế này, có nghĩa là tư chất không kém, chúng tôi tính dẫn anh về cho sư phụ xem xét, rốt cuộc vì sao chắc linh thạch lại phát ra ánh sáng màu vàng. Có điều nếu như trở về cho sư phụ xem, xác định dây chỉ là việc ngoài ý muốn, thì anh vẫn sẽ bị đuổi ra, hiểu không? Lâm Thanh Diện cười, không thèm để ý, mở miệng nói, được. Sau đó ba người Tiền Nguyệt liền thu dọn đồ đạc. Đúng là không biết đạp chúng vận cứt chó gì, thế mà làm cho Trác Linh Thạch phát ra ánh sáng vàng. Theo em thấy, có lẽ Trác Linh Thạch gặp trục trặc, đến khi sư phụ xác nhận cái tên này không có tư chất, em nhất định sẽ từ từ dạy dỗ anh ta một trận. Tiền Nguyệt lẩm bẩm. Nhóm thôn dân xung quanh không biết bên đó bọn họ xảy ra chuyện gì, chỉ biết Lâm Thanh Diện đã khiến cho tảng đá kia phát ra ánh sáng vàng. Đây nhất định là một chuyện vô cùng lợi hại, bọn họ đều cảm thấy Lâm Thanh Diện nhất định phát đạt rồi. Trương Tuyết thì không kinh ngạc quá, vì cô biết Lâm Thanh Diện lợi hại, cho nên chắc linh thạch kia phát ra ánh sáng màu vàng, cô cũng cảm thấy là hợp tình hợp lý. Nếu ba người kia đã đồng ý cho Lâm Thanh Diện đi gặp sư phụ của bọn họ, vậy anh cũng không cần thiết tiếp tục chờ ở trong làng của Trương Tuyết nữa. Cho nên anh đi tới trước mặt Trương Tuyết, nói với cô, bọn họ đã đồng ý đưa tôi lên núi. Cảm ơn hai mẹ con cô đã chăm sóc cho tôi thời gian qua. Tôi để tiền mặt mang theo trong phòng mà tôi ngủ, coi như là cảm ơn hai mẹ con cô chăm sóc, hy vọng chúng ta có duyên gặp lại. Trương Tuyết nghe vậy thì lập tức mở to mắt nhìn, anh Lâm Thanh Diện, như vậy sao được, hơn 1 tỷ năm, khụ khụ, nhà em không thể nhận đâu. Lâm Thanh Diện cười với cô, cất đi, những thứ đó mang theo quá rườm rà. Trương Tuyết lập tức á khẩu không trả lời được. Cô chưa từng thấy ai nói tiền là vướng víu. Một lúc sau, ba người Tiền Nguyệt thu dọn xong, Lâm Thanh Diện liền quay người theo bọn họ lên núi. Chương 1085, đi đường. Đi theo đám người Tiền Nguyệt lên núi còn có một cậu trai thông qua kiểm tra, cậu trai đó chừng 18, có lẽ vì trong lòng kính sợ đồ đệ của cao nhân, cho nên đi đường cũng không dám nói chuyện. Mục đích của Lâm Thanh Diện chỉ là để ba người Tiền Nguyệt dẫn anh đến gặp thủ vệ thứ tư của Tần Trường Sinh. Cho nên anh cũng chẳng có gì để nói với bọn họ. Có lẽ ngay từ đầu ấn tượng với đối phương tương đối kém, cho nên Tiền Nguyệt nhìn Lâm Thanh Diện luôn không vừa mắt, trên đường đi còn thì thầm nói xấu Lâm Thanh Diện cùng với Chiếu Lỗi và Tôn Đào. Lâm Thanh Diện không ngần ngại chút nào, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến cái cô Tiền Nguyệt này. Chắc hẳn lúc trước không thể làm cho Lâm Thanh Diện quỳ xuống nhận lỗi, cho nên Tiền Nguyệt vẫn luôn nghĩ cách cho Lâm Thanh Diện biết tay. Cô ta nhìn chằm chằm vào đồ đang cầm trong tay, sau đó đưa cho Lâm Thanh Diện đứng sau lưng, nói, anh cầm đồ cho tôi. Lâm Thanh Diện lườm cô ta một cái, sao tôi phải cầm, cô không có tay à? Vẻ mặt Tiền Nguyệt tràn đầy tức giận, nói, con người anh sao mà không tinh ý thế hả, là anh đi theo chúng tôi đòi gặp sư phụ đúng không? Tôi bảo anh cầm giúp tôi anh cũng không chịu, thế anh còn muốn tới gặp sư phụ chúng tôi không? Lâm Thanh Diện cười, đi gặp sư phụ của các người là ước định của chúng tôi, trong quy ước không có mục phải giúp cô cầm đồ. Tiền Nguyệt tức đến nghiến răng, bình thường ở trên núi, vì con gái tương đối ít, mà cô ta lại trong cũng xinh xắn, cho nên đám sư huynh đệ kia rất cưng chiều cô ta. Trong lòng cô ta, giúp cô ta cầm đồ là chuyện đương nhiên, vậy mà Lâm Thanh Diện lại từ chối cô ta thẳng thừng như vậy, việc này khiến cô ta cực kỳ khó chịu. Tôi nói cho anh biết, nếu bây giờ anh không nghe tôi, lúc về núi, tôi sẽ bảo các sư huynh của tôi đập anh. Tiền Nguyệt nói. Lâm Thanh Diện nhún vai, ra vẻ không quan trọng, cô cứ tự nhiên. Cho dù để sư phụ của Tiền Nguyệt này ra tay, Lâm Thanh Diện còn không sợ chứ mấy tên sư huynh kia của cô ta tính là gì. Triệu Lỗi và Tôn Đào nhìn Lâm Thanh Diện một chút, sau đó an ủi Tiền Nguyệt, sư muội dừng chấp nhặt với anh ta, chờ đến khi về tông phái, xem anh ta làm sao được dễ chịu. Tiền Nguyệt gật đầu. Lại hung tợn nhìn Lâm Thanh Diện một cái, lúc này mới không nói gì thêm, tiếp tục đi về phía trước. Cậu thiếu niên thông qua kiểm tra kia thấy Lâm Thanh Diện lại có loại thái độ này đối với đệ tử của cao nhân, liền đi tới cạnh anh, nhỏ giọng nói, ba người họ là đệ tử của cao nhân, đều lợi hại, tôi khuyên anh chớ gây rối với bọn họ, anh lên núi không phải vì muốn học chút bản lĩnh sao? Đắc tội với bọn họ rồi, đối với anh không tốt chút nào. Lâm Thanh Diện mỉm cười. Nói tôi lên núi cũng không phải vì học bản lĩnh gì, bọn họ cũng không có bản lĩnh gì dạy cho tôi. Cậu thiếu niên kia nghe Lâm Thanh Diện nói vậy thì lập tức nhíu mày, người này đúng là quá kiêu căng tự đại. Anh ta cũng chỉ khiến cho Trác Linh Thạch phát ra ánh sáng màu vàng mà thôi, mặc dù điều này nói rõ tư chất của anh tốt,
nhưng không có nghĩa là thực lực của anh mạnh. Chờ đến lúc đó anh chịu thiệt thì mới biết hối hận. Cậu thiếu niên lẩm bẩm một câu, sau đó không nói gì thêm, đi theo ba người Tiền Nguyệt đi về phía trước. Cũng sắp tối, ba người Tiền Nguyệt dừng lại, tìm một chỗ cũng coi như bằng phẳng, nói, trời sắp tối rồi, buổi tối không thể nào đi đường, chúng ta nghỉ ngơi ở đây một đêm, ngày mai rồi đi tiếp. Lâm Thanh Diện nhíu mày, cất tiếng hỏi, vị trí tông phái của các người xa vậy sao? Đi lâu như vậy còn chưa tới. Tiền Nguyệt khinh bỉ nhìn Lâm Thanh Diện, nói, nếu như tông phái của chúng tôi dễ thấy như vậy thì chẳng phải ai ai cũng tìm được sao? Lâm Thanh Diện ngẫm lại thấy cũng đúng, Quý Trường Thanh yêu cầu thủ vệ thứ tư này chỉ có thể hoạt động một vùng trong núi Tần Lĩnh, không được tiếp xúc quá nhiều với người bên ngoài, cho nên ông ta trốn trong rừng sâu núi thẳm cũng là bình thường. Không nói thêm gì, Lâm Thanh Diện tìm một cây cổ thụ cong queo gần đó, định tối nay ngủ một đêm trên ngọn cây. Ba người Tiền Nguyệt mang theo lều vải giản dị, dựng lên chỗ đất trống. Tiền Nguyệt quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện một chút, phát hiện Na đã leo lên cây, lập tức lẩm bẩm một câu, đến đêm mà mưa thì xem anh làm thế nào. Trải qua lần trước ngủ trên tàng cây gặp mưa, Lâm Thanh Diện đương nhiên sẽ không bỏ qua vấn đề này, lúc đi trên đường, anh đã phát hiện ra cách đó không xa có một hang động trên núi. Nếu trời mưa, anh trực tiếp vào đó là được rồi. Không lâu sau, ba người Tiền Nguyệt nhóm lửa, sau đó lấy lương khô trong người ra, bắt đầu ăn. Cậu thiếu niên kia thèm thuồng ra mặt, thấy ba người họ ăn, càng không ngừng nuốt nước miệng. Tiền Nguyệt thấy vậy liền chia chút lương khô bên cạnh mình cho cậu thiếu niên kia. Sau đó cô quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện ở trên cây, cười nói, màn thầu hôm nay thơm thật đấy, trong rừng sâu núi thẳm mà còn có thể ăn được màn thầu, đúng là một chuyện tốt. Có vài người thật đáng thương, không có gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng tôi ăn. Loại người này còn làm ra dáng vẻ cao ngạo không ai bì nổi. Cho dù tôi có thật nhiều màn thầu cũng không cho loại người này ăn. Lâm Thanh Diện biết Tiền Nguyệt đang nói cho mình nghe, lúc này quả thật là anh cũng có chút đói bụng, với lại lúc tới anh chẳng mang chút lương khô nào, anh tưởng là sẽ lên tới tông phái của Tiền Nguyệt trước khi trời tối. Bây giờ nghe vậy, Lâm Thanh Diện chỉ cười, sau đó từ trên cây nhảy xuống. Tiền Nguyệt thấy Lâm Thanh Diện xuống, thì nhanh chóng bảo vệ màn thầu của mình, nói tôi sẽ không chia cho anh ăn đâu, tối nay anh chịu đói đi. Lâm Thanh Diện cười, không có đáp lại cô mà là đi về phía rừng cây cách đó không xa. Tiền Nguyệt thấy vậy, lập tức nghi ngờ một chút, rồi nhìn Triệu Lỗi và Tôn Đào hỏi, anh ta đi làm gì nhỉ? Triệu Lỗi cười, đoán chừng là không muốn nhìn chúng ta ăn, cho nên tìm một không người rồi. Bọn họ không để ý nữa, tiếp tục ăn lương khôn trong tay mình. Không lâu sau, Lâm Thanh Diện trở về, có điều trong tay có thêm hai con gà rừng. Xử lý đơn giản hai con gà đó. Lâm Thanh Diện liền kiếm chút củi, nhóm lửa, sau đó liền đặt hai con gà lên nướng. Bọn Tiền Nguyệt đều trợn mắt há hốc mồm nhìn hai con gà rừng trước mặt Lâm Thanh Diện, không ai ngờ rằng anh lại ra ngoài săn thú. Động vật hoang dã trong vùng núi này không tính là nhiều, với lại đều am hiểu ngụy trang, nếu không đám Tiền Nguyệt đã sớm đi săn, chứ sao phải ăn lương khôn. Nhưng mà bọn họ không ngờ tới, Lâm Thanh Diện lại đi săn, lại còn bắt được hai con gà trống trở về. Ba người đều kinh ngạc không biết sao Lâm Thanh Diện có thể làm được. Bọn họ cũng không biết, Lâm Thanh Diện có thần niệm, cho dù đám động vật kia có ngụy trang cỡ nào, dùng thần niệm lướt qua anh liền có thể phát hiện ra. Không bao lâu sau, hai con gà rừng trước mặt Lâm Thanh Diện được nướng chín, mùi thơm thoang thoảng bay khắp nơi, bốn người kia đều nhìn đến ngây người. Chương 1086, cô gái áo đỏ. Lâm Thanh Diện xé đùi gà từ trên mình con gà nướng xuống. Há miệng bắt đầu ăn. Thấy Lâm Thanh Diện ăn ngon như vậy, bốn người Tiền Nguyệt không khỏi nuốt nước bọt, lúc này bánh bao trong tay bọn họ đã trở nên tẻ nhạt vô vị. Dù bánh bao có ngon đi nữa thì làm sao có thể ngon bằng gà nướng chứ? Không lâu sau, Lâm Thanh Diện đã ăn gần hết con gà nướng, cũng coi là ăn no rồi. Bốn người Tiền Nguyệt nhìn con gà nướng còn lại nước dãi cũng sắp chảy ra rồi. Nhất là Tiền Nguyệt, khi cô ta ở trên núi. Các sư huynh có đồ ăn gì ngon đều đưa cho cô ta ăn, nên khi nhìn thấy đồ ăn ngon, cô ta căn bản không thể rời mắt nổi. Bây giờ, thấy Lâm Thanh Diện đã ăn no rồi, mà bên kia còn thừa lại một con gà nướng, cô ta lập tức không kìm chế được. Cô ta đi tới bên cạnh Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi, này, anh còn ăn con gà nướng này nữa không? Lâm Thanh Diện mỉm cười, nói, thế nào, cô muốn ăn à? Vừa rồi ngay cả bánh bao cô cũng không nỡ chia cho tôi ăn.
giờ cô lại chạy tới đòi gà nướng của tôi, có phải không phù hợp lắm hay không? Nghe vậy, Tiền Nguyệt lập tức ngẩng đầu lên, nói anh ít ở chỗ này tự luyến đi, ai nói tôi tới đòi ăn gà nướng của anh, tôi chỉ hỏi một chút mà thôi, nếu anh không ăn nữa thì mau vứt thứ này đi, tôi sợ ban đêm mùi vị của nó sẽ hấp dẫn dã thú tới. Nhìn dáng vẻ khẩu thị tâm phi của Tiền Nguyệt, Lâm Thanh Diện cũng cảm thấy hơi buồn cười, nói, ném đi rất đáng tiếc, nếu cô không muốn ăn thì thôi vậy, tôi đưa gà nướng cho hai sư huynh cô và tên nhóc kia ăn. Dứt lời, anh cầm con gà nướng lên đưa cho thiếu niên đã sắp thèm nhỏ dãi kia. Cậu hãy chia cho hai bọn họ một chút đi. Thiếu niên vội gật đầu, cầm con gà quay đến trước mặt hai người Triệu Lỗi và Tôn Đào, chia cho bọn họ. Triệu Lỗi và Tôn Đào cũng không khách khí, dù sao ở nơi núi đồi hoang dã này, có thể được ăn loại thịt rừng này cũng không dễ dàng lắm, nên bọn họ đều cầm lấy gà nướng rồi bắt đầu ăn. Nhìn cảnh này, sắc mặt Tiền Nguyệt trở nên xanh mét, hận không thể thả Lâm Thanh Diện lên trên lửa nướng. Lúc này, thiếu niên liếc nhìn Tiền Nguyệt, hỏi, sư tỷ, chị có muốn ăn không? Tôi có thể chia cho chị một ít. Tiền Nguyệt tức giận nói, quỷ mới cần ăn loại đồ khó ăn này, mọi người hãy mau ăn nhanh đi, ăn xong thì hãy ném xương xa một chút cho tôi, vừa trông thấy tôi đã buồn nôn rồi. Nói xong, cô ta rầu rĩ không vui đi đến lều vải bên kia, nghiến răng nghiến lợi gặm bánh bao. Sau khi ăn xong, Lâm Thanh Diện quay về trên cây, định trực tiếp nhắm mắt tu luyện. Ngay lúc này, anh chú ý tới hôm nay là đêm trăng tròn, mặt trăng trên trời hết sức êm dịu. Trước kia sống trong thành phố, vì không khí ô nhiễm nên rất hiếm khi nhìn thấy mặt trăng kiểu này, giờ đi vào trên núi lại có thể nhìn rõ ràng. Trước kia lúc xem truyền hình, bình thường đêm trăng tròn đều biểu thị cho đêm không tốt, vào những đêm như vậy đều sẽ có yêu ma ra quấy phá. Nhưng Lâm Thanh Diện lại cảm thấy đêm trăng tròn như thế này vô cùng đẹp, còn có một loại cảm giác lãng mạn khó diễn tả bằng lời. Đáng tiếc Hứa Bích Hoài không ở bên cạnh anh, nếu không anh nhất định sẽ dùng chút rượu, cùng trải qua một đêm lãng mạn với Hứa Bích Hoài ở nơi này. Cũng không mơ mộng nhiều quá, Lâm Thanh Diện trực tiếp ngồi xếp bằng trên cành cây đại thụ, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu tu luyện. Nửa đêm, lúc 12 giờ, Lâm Thanh Diện đã nhập định, xem như tiến vào trạng thái nghỉ ngơi. Nhưng đúng lúc này, anh chợt cảm giác được xung quanh mình hình như có chút không đúng, nên lập tức mở mắt ra. Vừa mở mắt, Lâm Thanh Diện cảm thấy trước mặt mình sương mù mờ mịt, giống như tỉnh lại ở trong giấc mộng, khá quỷ dị. Một lúc lâu sau, cảnh tượng trước mắt anh mới trở nên bình thường. Anh quay đầu nhìn xung quanh, muốn xem thử có chỗ nào bất thường không, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật mình. Chỗ cuối cùng cành cây anh đang ngồi, có một cô gái áo đỏ, tóc dài bay phấp phới cũng đang ngồi. Hai chân của cô gái này rủ xuống khoảng không, trên cổ chân của cô ta cột một sợi dây đỏ. Trên dây đỏ là một cái lục lạc phát ra tiếng keng keng theo từng nhịp chân cô ta đong đưa. Mặc dù từ góc nghiêng có thể nhìn thấy dung mạo cô gái áo đỏ này chắc chắn khuynh quốc khuynh thành, nhưng thời gian cô ta xuất hiện thật quá mức quỷ dị, hơn nữa hình tượng này của cô ta hoàn toàn giống hình tượng của nữ quỷ trên TV. Bây giờ nhìn thì xinh đẹp, không chừng lát nữa vừa nghiêng đầu đã lộ ra một bộ mặt quỷ, có thể dọa cho người ta ngất xỉu. Nhưng dù sao Lâm Thanh Diện cũng là người từng trải. Ngay cả người của thương nguyên giới anh cũng đã từng tiếp xúc, nên giờ bên cạnh mình bỗng xuất hiện một cô gái áo đỏ thần bí, anh cũng không có vẻ quá mức bối rối. Anh vội phóng ra thần niệm của mình, bao phủ cô gái áo đỏ bên kia. Nhưng anh không ngờ tới trong thần niệm của anh lại không cảm giác được sự tồn tại của cô gái áo đỏ này. Nếu bây giờ anh nhắm mắt lại, chỉ dùng thần niệm quan sát bốn phía, thì căn bản không nhìn thấy cô ta. Anh vốn tưởng cô gái áo đỏ này có thể là đệ tử thủ vệ thứ tư của Tần Trường Sinh, vì vừa rồi mình đã nhập định, cô ta định đi tới bên cạnh mình, muốn hù dọa mình một chút. Hơn nữa anh cũng đã nghĩ đến Tiền Nguyệt sai xử cô ta làm như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ cô gái áo đỏ này căn bản cũng không phải là người. Nếu như cô ta thật là người, làm sao thần niệm của Lâm Thanh Diện lại không thể quan sát được? Lâm Thanh Diện lập tức cảm thấy kinh hãi. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống này. Sau khi hiểu rõ thế giới này, Lâm Thanh Diện cũng đã biết còn có thế giới khác tồn tại, hơn nữa trong quá khứ, trên thế giới này có lẽ thật tồn tại thần tiên, nên bây giờ dù nói với Lâm Thanh Diện thật ra trên thế giới này có quỷ, anh cũng sẽ hoàn toàn tin tưởng. Dù thực lực đã đạt đến hóa cảnh đỉnh phong, Lâm Thanh Diện cũng không chắc chắn mình có thể chống lại một nữ quỷ hay không. Anh hít sâu một hơi, khiến mình bình tĩnh lại, sau đó quay đầu nhìn cô gái áo đỏ. Mở miệng hỏi cô là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nghe Lâm Thanh Diện hỏi vậy,
cô gái áo đỏ quay đầu liếc nhìn anh, cười nói, anh tỉnh rồi à? Để Lâm Thanh Diện lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vì khi cô gái áo đỏ quay đầu lại, gương mặt cũng không đột ngột biến thành mặt quỷ. Trái lại, sau khi nhìn thấy toàn bộ diện mạo cô gái áo đỏ, Lâm Thanh Diện càng có ảo giác đây không phải nữ quỷ mà là một tiên nữ. Trả lời vấn đề của tôi đã, Lâm Thanh Diện híp mắt nhìn chằm chằm cô gái áo đỏ, cũng không hề buông lòng cảnh giác vì gương mặt xinh đẹp của cô ta. Vấn đề gì của anh? Cô gái áo đỏ vẻ mặt ngơ ngác nhìn Lâm Thanh Diện. Cô là ai? Lâm Thanh Diện lại hỏi. Cô gái áo đỏ nhếch miệng cười một tiếng, nói tôi không phải người thì làm sao trả lời anh chứ? Chương 1087, cảm ơn đã ngồi cùng tôi. Nghe cô gái áo đỏ trả lời, lông tơ trên người Lâm Thanh Diện không khỏi dựng ngược lên, sức mạnh trong cơ thể anh lặng lẽ vận chuyển, luôn đề phòng sẽ xảy ra chuyện. Cô muốn làm gì? Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm cô gái áo đỏ, hỏi. Cô gái áo đỏ vẫn vẻ mặt ngây thơ, nói chỉ là muốn ra ngoài nhìn anh không biết, tôi ở bên trong rất khó chịu, đây không phải khó khăn lắm mới có được một cơ hội, nên ra ngoài hít thở không khí sao. Dù cô gái áo đỏ không nói mình từ chỗ nào ra, nhưng kết hợp tình huống hiện tại thì có thể thấy cô ta là từ dưới đất chui ra. Dù sao Lâm Thanh Diện cũng không nghĩ ra một nữ quỷ còn có thể từ đâu đi ra hít thở không khí. Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi, vì tạm thời cũng không có phát hiện cô gái áo đỏ này có bất kỳ ác ý gì, nên mới hỏi một câu, vậy cô muốn làm gì tôi? Hút tinh khí của tôi à? Rõ ràng, cô gái áo đỏ sững sờ, sau khi lấy lại tinh thần, lập tức bật cười lớn. Không thể không nói, khi cô ta cười lên nhìn hết sức xinh đẹp, khiến Lâm Thanh Diện không có cách nào đánh đồng cô ta với nữ quỷ. Lúc này cô gái áo đỏ đột nhiên ngừng cười. Sau đó khô tay làm động tác dương nanh múa vuốt với Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, đúng, tôi ra là để hút tinh khí của anh, tôi là một con ác quỷ, cần dựa vào hút tinh khí nhân loại sống sót, thế nào, có sợ không? Nhìn dáng vẻ này của cô gái áo đỏ, Lâm Thanh Diện không chỉ không cảm nhận được sợ hãi, mà còn cảm thấy cô ta có chút đáng yêu. Chẳng lẽ đây là một con quỷ mới chưa có kinh nghiệm, nên còn chưa biết đi dọa người như thế nào? Mang theo nghi hoặc này. Lâm Thanh Diện lắc đầu với cô gái áo đỏ, nói, nếu như chỉ như vậy, thì thật không có gì đáng sợ. Cô gái áo đỏ lập tức tỏ vẻ nhàm chán, tiếp tục ngồi khoanh chân tại chỗ, hừ, thật chẳng thú vị gì cả. Lâm Thanh Diện không có gì để nói, nữ quỷ này vừa nãy còn nghiêm túc, thấy mình không có phản ứng, thì lại có chút chán ghét rồi. Nhưng Lâm Thanh Diện không có khả năng bị vẻ ngoài ngây thơ vô tội này của cô ta lừa gạt. Trong lòng thậm chí suy đoán có lẽ đây cũng là một loại mánh khóe cô ta dùng lừa gạt người khác. Trước tiên, cô ta thông qua bề ngoài có vẻ rất đáng yêu này lừa gạt để mình buông lỏng cảnh giác, sau đó nhân cơ hội ra tay với mình, đó cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Dù cô là nữ quỷ, nhưng xuất hiện ở đây chắc là có mục đích. Lâm Thanh Diện lại hỏi. Lần này cô gái áo đỏ không hề nhìn Lâm Thanh Diện, mà tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước. Hơi xúc động nói, ta thật chỉ ra hít thở không khí trong lành để thoải mái chút thôi, anh không biết đâu, ở nơi tối tăm không mặt trời đó, chẳng thể làm gì, cơ hội ra ngoài thông khí này còn ít đến thương cảm, nên đương nhiên tôi không muốn tiếp tục ở bên trong đợi nữa. Nghe cô ta nói vậy, Lâm Thanh Diện không hiểu lắm, nhưng cô ta nói tới tối tăm không mặt trời, không thể thông khí, ít cơ hội ra ngoài, những lời này đều khiến Lâm Thanh Diện cảm thấy cô ta đang nói đến trạng thái trong quan tài. Nhưng nhìn dáng vẻ này của cô ta, đúng là cũng không có ác ý, chỉ giống như cô gái nhỏ có chút nhàm chán, đến tìm thú vui. Chẳng lẽ đó cũng không phải một con ác quỷ, chỉ là con quỷ hơi nhàm chán, bởi vì rừng núi hoang vắng, cũng không có người đi qua, nên mượn cơ hội này ra tìm mình tâm sự. Đối phương cũng không làm gì mình, nên Lâm Thanh Diện cũng không ra tay với cô ta, chỉ có thể yên lặng theo dõi biến đổi. Anh cũng không nói gì với cô gái áo đỏ nữa. Tiếp tục cùng cô ta ngồi trên cành cây, hai người đều không nói lời nào, cứ như vậy ngồi lúc lâu. Đến khi Lâm Thanh Diện sắp buồn ngủ không mở nổi mắt, cô gái áo đỏ mới nói một câu, anh biết không, với tôi mà nói, có đôi khi người khác cùng ngồi với tôi một lúc cũng là một loại xa xỉ. Hôm nay tôi phải cảm ơn anh rồi. Dứt lời, cô gái áo đỏ nghiêng đầu qua Lâm Thanh Diện, cười vui vẻ với anh, còn nháy nháy mắt. Câu nói này của cô ta cũng không thể khiến Lâm Thanh Diện cảm động lây. Dù sao có thể ngồi cùng cô ta e là cũng chỉ có một con quỷ khác, nhưng anh có thể cảm nhận được lời cô ta có bao nhiêu hàm xúc. Có lẽ nữ quỷ này thật rất cô đơn. Đừng khách khí, Lâm Thanh Diện lễ phép trả lời. Nghe Lâm Thanh Diện trả lời như vậy,
khóe miệng cô gái áo đỏ khẽ cong lên độ cong không dễ dàng phát giác. Được rồi, hôm nay tôi ra ngoài đủ rồi, lần sau khi gặp lại anh, hy vọng anh vẫn tiếp tục ngồi cùng tôi, đến lúc đó tôi sẽ cho anh một số lợi ích. Nói với Lâm Thanh Diện xong, cô gái áo đỏ liền giơ tay lên, nhấn tới ấn đường anh. Trong lòng Lâm Thanh Diện lập tức sinh ra một tia cảnh giác, nhưng anh kinh hãi phát hiện, thân thể mình lại không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn tay cô gái áo đỏ điểm tới ấn đường mình. Trong tình huống này, anh cảm thấy khá sợ hãi, phải biết hiện anh đã là thực lực hóa cảnh đỉnh phong, nhưng trước mặt cô gái áo đỏ này, thậm chí ngay cả động cũng không động được. Dù cô gái áo đỏ này khả năng cao là một nữ quỷ, nhưng dù có là như quỷ, muốn khống chế người khác thì cũng phải dựa vào sức mạnh, chẳng qua hình thái sức mạnh và huyền kình, nội kình không giống mà thôi. Nên dù cô gái áo đỏ này là quỷ thì chắc chắn cũng là một con quỷ cực kỳ lợi hại. Nhưng lúc này anh căn bản không kịp suy nghĩ những chuyện này, cô gái áo đỏ dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm ấn đường anh một cái, anh lập tức cảm thấy trước mắt mình trời đất quay cuồng, khi tỉnh lại lại nhìn thấy sương mù mênh mông. Sau đó, anh lập tức mất đi ý thức. Khi tỉnh lại lần nữa, Lâm Thanh Diện phát hiện trời đã sáng, mà anh vẫn ngồi trên cành cây, duy trì tư thế nhập định, dường như cả đêm không hề động đậy. Lúc này vẻ mặt anh có vẻ nghi hoặc, anh nhớ rõ, đêm qua, bên cạnh anh xuất hiện một nữ quỷ áo đỏ, nữ quỷ đó còn để mình cùng ngồi với cô ta một lúc. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, chuyện tối qua dường như chưa từng xảy ra, đây chẳng qua là một giấc mộng của anh mà thôi. Anh quay đầu liếc nhìn lều vải cách đó không xa, phát hiện ba người Tiền Nguyệt đã thu lều vải vào, đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát lên đường. Nhìn dáng vẻ ba người bọn họ, cũng không giống ban đêm đã gặp quỷ. Anh từ trên cây xuống tới, đi tới trước mặt ba người Tiền Nguyệt. Mở miệng hỏi, đêm qua mọi người có thấy một cái cô gái áo đỏ hay không? Tiền Nguyệt quay đầu nhìn anh một cái, khinh bỉ nói, có phải anh muốn phụ nữ đến điên rồi không? Còn cô gái áo đỏ, sao anh không nói luôn là nữ quỷ áo đỏ đi? Nhìn phản ứng của bọn họ, Lâm Thanh Diện nhận ra đúng là đêm qua bọn họ không hề phát giác được chuyện gì dị thường, thật chẳng lẽ chỉ mình tự mơ sao? Khi Lâm Thanh Diện còn chưa nghĩ ra, trên khối ngọc thạch màu máu anh đặt trong túi thoáng lóe sáng. Dường như đang chê cười anh. Nhưng vì Ngọc Thạch ở trong ba lô, nên Lâm Thanh Diện căn bản không nhìn thấy sự thay đổi của nó. Chương 1088, Vô Cực Tông. Chuyện cô gái áo đỏ khiến Lâm Thanh Diện cảm thấy khó hiểu, nhưng tổng hợp các loại tin tức đoán ra được kết quả, khiến Lâm Thanh Diện cảm thấy có lẽ mình thật chỉ mơ một giấc mơ cổ quái. Còn vì sao anh lại mơ giấc mơ như thế, Lâm Thanh Diện cũng không rõ ràng. Nhưng anh thầm suy đoán có thể dưới gốc cây đêm qua anh ngủ chôn một thi thể nữ. Bởi vì đã từng tiếp xúc với người tới từ thế giới khác, nên Lâm Thanh Diện cũng không hoàn toàn phủ định loại chuyện quỷ thần này. Anh không biết loại chuyện mơ hồ này có thật tồn tại hay không, nhưng anh hiểu được một đạo lý, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Có lẽ cô gái áo đỏ ngày hôm qua vì chôn dưới gốc cây này, hoặc là nơi nào khác, vừa vặn hôm qua đêm trăng tròn, nên mới bị mình đụng lên. Tất nhiên. Đây đều chỉ là suy đoán của Lâm Thanh Diện, còn chuyện quỷ quái này có thật hay không, thật đúng không nói rõ được. Cũng có khả năng chỉ do hoàn cảnh trong núi này thúc đẩy nên anh mới mơ giấc mơ như vậy. Không nghĩ nhiều về chuyện tối qua nữa, Lâm Thanh Diện cũng thu dọn đồ đạc của mình một chút, tiếp tục theo ba người Tiền Nguyệt đi đường mòn lên núi. Gần nửa ngày sau, Lâm Thanh Diện mới nhìn thấy trên ngọn núi xa xa viết hai chữ phóng khoáng hùng vĩ. Vô cực. Anh quay đầu nhìn ba người Tiền Nguyệt một chút, mở miệng hỏi, hai chữ vô cực này là tên môn phái của các ngươi sao? Tiền Nguyệt lập tức vẻ mặt đầy đắc ý nói, không sai, môn phái chúng ta chính là Vô Cực Tông, đồng thời đây cũng là tên sư phụ chúng tôi, người tên Trần Vô Cực Tông cũng là lấy dựa theo tên người. Nếu không phải vì sư phụ luôn ở nơi sâu của dãy núi Tần Lĩnh này, chưa từng đi ra ngoài thì đại danh Vô Cực Tông chúng tôi đã vang danh thiên hạ rồi. Lâm Thanh Diện cười cười. Nghĩ thầm không phải sư phụ cô không muốn ra ngoài, mà là ông ta không thể đi ra ngoài. Nhưng Trần Vô Cực này là người từ thương nguyên giới tới, mặc kệ là kiến thức hay thực lực đều cao hơn người giới võ đạo nước C rất nhiều, cho nên nếu như không có ước định với Trường Thanh, không chừng Vô Cực Tông này thật đúng có thể vang danh thiên hạ. Tôi cho anh biết, phía trước chính là môn phái Vô Cực Tông của tôi, lát nữa khi anh đi vào thì ngoan ngoãn một chút cho tôi, sư phụ chúng tôi cũng không phải anh muốn gặp là có thể gặp. Dù tư chất anh không tệ, cũng nhất định phải ở trên núi đợi đủ 7-7-49 ngày mới có thể nhìn thấy sư phụ chúng tôi, nghe rõ chưa? Tiền Nguyệt trừng mắt với Lâm Thanh Diện, nói. Lâm Thanh Diện lập tức nhíu mày,
nói tôi không phải đến bái sư, nên yêu cầu của các người không có tác dụng gì với tôi, đến môn phái của các người, tôi lập tức muốn gặp sư phụ các người. Tiền Nguyệt vẻ mặt đầy khó chịu nói, anh tưởng anh là ai chứ, chúng tôi dựa vào cái gì mà phá lệ vì anh. Nếu anh không muốn tuân thủ quy định này, hiện có thể đi ngay, không ai buộc anh đến môn phái chúng tôi. Nói xong, Tiền Nguyệt tiếp tục đi về phía trước. Lâm Thanh Diện cũng không để ý tới cô ta, tiếp tục đi theo bọn họ tiến về phía trước. Dù sao giờ anh đã biết môn phái Vô Cực Tông ở nơi nào, ba người Tiền Nguyệt đã chẳng còn tác dụng gì với anh nữa. Lát nữa, sau khi vào trong môn phái của bọn họ, dù mấy người Tiền Nguyệt không để Trần Vô Cực ra gặp anh cũng có vô số biện pháp ép Trần Vô Cực ra ngoài. Thiếu niên thông qua khảo thí theo tới thấy tận đến lúc này Lâm Thanh Diện cũng không hề có ý định giữ gìn mối quan hệ với Tiền Nguyệt, không khỏi có chút lo lắng. Cậu ta cũng vừa tới nơi này, nếu vì Lâm Thanh Diện, khiến người của Vô Cực Tông sinh ra ấn tượng xấu gì với cậu ta, thì sau này cậu ta ở Vô Cực Tông coi như xong rồi. Cho nên cậu ta vội bước đến bên cạnh Lâm Thanh Diện, khuyên nhủ anh, tôi cảm thấy anh vẫn nên mềm dẻo chút đi, dù sao cũng đã đến môn phái bọn họ rồi, nơi này hoàn toàn là địa bàn của người ta, nếu anh còn như vừa rồi, đến lúc đó chỉ có anh xui xẻo mà thôi. Hơn nữa chúng ta đều là mới tới, dù sư phụ ra mặt chắc chắn cũng giúp bọn họ, chúng ta không có lợi gì cả. Lâm Thanh Diện cười nói, tôi không hề e ngại sư phụ bọn họ ra mặt, huống hồ là bọn họ, cậu cũng không cần thay tôi quan tâm. Thiếu niên thấy Lâm Thanh Diện không chỉ ngoan cố không thay đổi mà còn tự đại như thế, dám nói mình không sợ sư phụ bọn họ, chắc đang khoác lác mà thôi. Trong lòng cậu ta cảm thấy anh có chút không thể nói lý, nên cũng không thuyết phục Lâm Thanh Diện nữa. Không bao lâu sau, đoàn người đi tới trước môn phái Vô Cực Tông, nhìn phía trước là một đường bậc thang thật dài. Cuối bậc thang thì có thể nhìn thấy một khoảng sân rộng rãi do con người tạo ra, trên khoảng sân là kiến trúc hết sức phục cổ. Dù nơi đây là núi sâu, nhưng môn phái Vô Cực Tông lại quy hoạch rất chỉnh tề, khí tức rất mờ ảo. Ngẫm lại thì Trần Vô Cực đã ở chỗ này hơn trăm năm, dù mỗi năm ông ta chỉ nhận một đệ tử, thì nhiều năm trôi qua như vậy, Vô Cực Tông cũng đã quy mô hơn trăm người, huống hồ thỉnh thoảng may mắn, gặp được người tư chất tốt thì người kế tục tương đối nhiều, nên dù Vô Cực Tông này có 200 đệ tử. Lâm Thanh Diện cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nên bọn họ có thể sửa sang nơi này thành như vậy cũng không có gì kỳ quái. Dọc theo bậc thang đi về phía trước, một đoàn người đi tới vị trí bằng phẳng, Lâm Thanh Diện thấy ở đây có rất nhiều phòng ở, đều được xây dựng ngăn nắp, hơn nữa cảnh quan xung quanh được xanh hóa rất tốt. Lúc này trên chỗ đất trống cách đó không xa, có thể nhìn thấy có khá nhiều người đang luyện quyền, bọn họ có nam có nữ, nhưng nam chiếm đại đa số, nữ chỉ lẻ tẻ mấy người. Sau khi mấy người Tiền Nguyệt đi đến, Tiền Nguyệt lập tức hô với những người bên kia, các sư huynh sư tỷ, chúng ta đã trở về. Những người đang luyện quyền bên kia lập tức đều ngừng lại, nhìn về phía bọn họ. Những người đó nhanh chóng chạy tới trước mặt ba người Tiền Nguyệt, một người trong đó nói, sư muội Tiền Nguyệt, lần này thu hoạch rất tốt nhỉ, lại có thể mang theo hai người trở về. Tiền Nguyệt lập tức lườm Lâm Thanh Diện một chút, nói, người trẻ tuổi chính là do chúng ta chọn trở về. Còn người hơn 20 tuổi này là mặt dày theo chúng ta trở về, anh ta không thể chắc chắn. Mọi người đều có chút hiếu kỳ, quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, bắt đầu đánh giá anh. Xem ra đúng là tuổi hơi lớn, nhìn tư chất có vẻ cũng không tốt lắm, sư muội, tại sao mọi người lại đưa anh ta trở về? Tiền Nguyệt lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, không phải tôi đã nói rồi sao, là anh ta mặt dày bám theo về. Lâm Thanh Diện mỉm cười, nói với những đệ tử đó, chư vị. Tôi là tới gặp sư phụ mọi người, phiền thông báo giúp một chút. Nghe Lâm Thanh Diện nói vậy, Tiền Nguyệt lập tức quay đầu trừng mắt liếc anh một cái, nói anh nghe không hiểu lời tôi nói với anh à. Tôi đã nói với anh, phải ở trên núi đợi đủ 49 ngày, anh mới có tư cách gặp sư phụ. Lâm Thanh Diện thấy Tiền Nguyệt như vậy, cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nếu bọn họ không thông báo cho mình, vậy mình chỉ có thể trực tiếp gọi Trần Vô Cực ra mà thôi. Anh trực tiếp vận chuyển huyền kinh. Sau khi dung nhập sức mạnh của mình vào trong âm thanh, hô lên, Trần Vô Cực, mau ra gặp tôi. Chương 1089, đi xin lỗi cậu ta. Sau khi giọng nói của Lâm Thanh Diện hòa vào trong sức mạnh của nội kình thì trở nên cực kỳ có sức xuyên thấu, đừng nói là tông môn của Vô Cực Tông, cho dù là trên đỉnh của mấy ngọn núi xung quanh e rằng đều có thể nghe được tiếng thét của anh. Mà đám đệ tử của Vô Cực Tông đứng cách Lâm Thanh Diện không xa đều nhanh chóng bịt tai lại. Rõ ràng bọn họ không chịu nổi tiếng thét của Lâm Thanh Diện. Sau khi Lâm Thanh Diện thét lên xong, đám đệ tử của Vô Cực Tông mới bỏ tay xuống.
Đám người Tiền Nguyệt nhìn Lâm Thanh Diện bằng vẻ mặt khó tin, bọn họ hoàn toàn không ngờ anh lại dùng chiêu này. Bọn họ không hề cảm thấy tiếng thét của Lâm Thanh Diện lớn như vậy thì có gì khác thường, bọn họ chỉ cho rằng giọng của anh lớn hơn người bình thường mà thôi. Anh điên rồi sao? Ai bảo anh thét lên như thế? Anh lại dám gọi thẳng tên sư phụ của chúng tôi như thế, tôi thấy anh chán sống rồi phải không? Tiền Nguyệt khí thế hùng hổ nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhún vai với cô ta nói, các người không giúp tôi thông báo, tôi chỉ đành dùng đến cách này để gọi sư phụ của các người ra mà thôi. Tiền Nguyệt tức anh ách, cô ta cho rằng gã này chính là cố ý đến đây gây chuyện, cho nên đành quay đầu nhìn hai người Triệu Lỗi và Tôn Đào nói, đại sư huynh, nhị sư huynh tôi thấy gã này là cố ý đến đây gây chuyện. Hơn nữa anh ta còn dám bất kính với sư phụ của chúng ta, theo tôi thấy chúng ta nên dạy anh ta một bài học mới được. Triệu Lỗi và Tôn Đào đều gật đầu, lúc nãy Lâm Thanh Diện hô thẳng tên của sư phụ bọn họ, đây là một hành vi cực kỳ bất kính với Vô Cực Tông. Huống chi Lâm Thanh Diện còn là một người mới tới, không biết gì cũng thôi nhưng anh ta lại còn không tuân thủ quy củ, quả thật nên dạy dỗ mới được. Các đệ tử xung quanh cũng nhìn Lâm Thanh Diện bằng ánh mắt thù địch. Trong mắt bọn họ sư phụ tồn tại như một vị thần. Làm sao bọn họ có thể bỏ qua cho một người ngoài, lại dám gọi thẳng tên húy của sư phụ bọn họ như vậy chứ? Đúng là vô phép vô tắc, như vậy mà còn muốn đến Vô Cực Tông của chúng ta nữa đấy. Thực sự là buồn cười. Không biết trời cao đất rộng, kiểu người đúng là ngứa đòn mà. Sư huynh, để tôi thay sư phụ dạy cho anh ta một bài học. Có vẻ tên nhóc này vẫn chưa biết Vô Cực Tông của chúng ta mạnh đến cỡ nào. Sư phụ lại là người lợi hại như vậy, đâu phải là người anh muốn gặp là gặp được. Một đám người vây xung quanh Lâm Thanh Diện, bộ dáng như muốn ra tay với anh. Lâm Thanh Diện nhìn bọn họ liền cảm thấy đau đầu, chỉ có điều anh cũng không định giải thích gì. Nếu mấy người này thật sự ra tay với anh thì anh sẽ để cho bọn họ biết thế nào là lễ độ. Làm vậy chắc hẳn sẽ không còn ai nghĩ tới việc gây chuyện với anh nữa. Tiền Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện nói, anh đã biết lỗi của mình chưa? Nếu biết lỗi rồi thì bây giờ đi quỳ trước tượng của sư phụ, trước tiên hãy quỳ 3 ngày 3 đêm, đợi sau khi anh hiểu chuyện rồi hãy nói tới những chuyện khác. Lâm Thanh Diện mỉm cười với cô ta, nói hay nhỉ. Cho dù bây giờ sư phụ của các người có đứng trước mặt tôi thì e rằng ông ta cũng không dám ăn nói kiểu đó với tôi đâu. Tiền Nguyệt bĩu môi, nói, xem ra đến giờ anh vẫn chưa giác ngộ được, có nói mãi cũng không xong. Các sư huynh đừng khách sáo với anh ta nữa, mau dạy cho anh một bài học đi. Lập tức hai người Triệu Lỗi và Tôn Đào phóng thích khí thế trên người ra, sau đó bày ra bộ dáng như sắp đánh nhau với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cũng lặng lẽ vận chuyển huyền kình trong cơ thể, nếu thật sự có đánh nhau thì tất cả mọi người trong phạm vi 10 mét đều sẽ bay thẳng ra ngoài. Thằng nhãi, mong cậu sẽ nhớ kỹ bài học lần này. Sau này đừng có mà không biết tốt xấu nữa. Triệu Lỗi hét lên với Lâm Thanh Diện, sau đó liền muốn ra tay. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên. Tiếp sau đó vang lên tiếng la sốt ruột. Tất cả dừng tay cho ta, đúng là hồ đồ. Mọi người nghe thấy giọng nói này, trong lòng đều sững sờ, sau đó tất cả bọn họ đều nhanh chóng quay đầu nhìn về phía bóng dáng xuất hiện ở nơi này. Triệu Lỗi vốn định ra tay cũng bị tiếng la này dọa sợ. Anh ta lập tức thu lại sức mạnh của mình, sau đó xoay người nhìn về phía bóng dáng kia. Một đám người đứng ngay ngắn cúi người với bóng dáng kia, sau đó đồng thanh kêu lên, sư phụ. Lâm Thanh Diện liếc mắt nhìn bóng dáng kia, phát hiện người đến là một ông lão tóc hoa râm, già yếu lụng cụm, trên người mặc bồ đồ bằng vải bố. Xét về tướng mạo thì ông lão này hẳn đã hơn 100 tuổi, nhưng hai mắt của ông ta quả thực rất có thần, khiến cho thần thái và tướng mạo của ông ta có vẻ trẻ hơn tuổi của mình. Xem ra người này hẳn là thủ vệ thứ tư của Tần Trường Sinh, tông chủ của Vô Cực Tông Trần Vô Cực rồi. Lúc này Trần Vô Cực cũng đang nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện. Rõ ràng sau khi nhìn thấy bộ dáng của Lâm Thanh Diện, trong mắt ông ta hơi lóe lên vẻ kinh ngạc. Lúc nãy sức mạnh ẩn chứa trong tiếng hét của Lâm Thanh Diện đã để cho Trần Vô Cực biết rằng, người cất tiếng thét này là cao thủ hóa cảnh đỉnh phong. Cho nên ông ta không dám rề rà, nhanh chóng ra khỏi phòng chạy tới đây. Ông ta vốn cho rằng trên trái đất này, người đạt đến đỉnh cao như vậy chắc hẳn phải là lão già sống hơn 100 năm tuổi như Quý Trường Thanh kia. Nhưng mà người trước mặt chẳng qua chỉ là một chàng trai ngoài 20 tuổi. Việc này khiến Trần Vô Cực cảm thấy khá ngạc nhiên. Đám người Tiền Nguyệt còn chưa biết Trần Vô Cực xem trọng Lâm Thanh Diện. Sau khi nhìn thấy Trần Vô Cực, trong lòng mọi người đều nghĩ chỉ cần kể ra thói hư tật xấu của Lâm Thanh Diện trước mặt Trần Vô Cực thì chắc chắn Lâm Thanh Diện sẽ bị phạt nặng.
Tiên Nguyệt ngẩng đầu mở miệng nói, sư phụ, người này bất kính với sư phụ. Anh ta ở ngay cửa tông môn gọi thẳng tên của người. Hơn nữa còn là người không biết đúng sai, xin sư phụ cho phép chúng con trừng phạt anh ta. Trần Vô Cực nhìn Tiên Nguyệt rồi quát lớn, thật là hồ đồ. Cậu ta gọi thẳng tên của ta thì tại sao lại bất kính với ta? Đám nhãi các người cả ngày chỉ biết làm mấy chuyện vớ vẩn này. Tiên Nguyệt nhất thời sững sờ, trước đây sư phụ chưa từng nói chuyện với cô ta như vậy. Nhưng tại sao hôm nay sư phụ lại vì một gã không xem ai ra gì này mà răn dạy cô ta chứ? Sư phụ, con Tiên Nguyệt còn muốn tiếp tục tranh luận. Được rồi, bây giờ tất cả các người đều qua đó xin lỗi cậu ta, đồng thời hãy suy ngẫm lại sự lỗ mãng vừa rồi của các người đi. Trần Vô Cực mở miệng nói. Tất cả mọi người ai nấy đều kinh ngạc, bọn họ không hề nghĩ tới sư phụ lại bảo bọn họ đi xin lỗi Lâm Thanh Diện. Thấy mọi người đều sửng sốt, Trần Vô Cực lập tức hừ một tiếng nói, sao vậy? Ngay cả lời của sư phụ mà các người cũng không nghe sao? Mọi người nhao nhao tỏ vẻ không có ý đó. Sau đó bọn họ vội vàng ôm quyền xin lỗi Lâm Thanh Diện. Nhìn mấy đệ tử của mình xin lỗi Lâm Thanh Diện xong lúc này Trần Vô Cực mới hài lòng gật đầu. Sau đó hơi khách sáo nhìn Lâm Thanh Diện hỏi, tiểu huynh đệ, không biết cậu từ đâu tới? Đến nơi này có chuyện gì không? Lâm Thanh Diện trực tiếp lấy điện chủ lệnh của chúng thần điện ra cho Trần Vô Cực xem. Chương 1090, Trần Vô Cực. Trần Vô Cực nhìn thấy điện chủ lệnh, ánh mắt ngưng trọng, sau đó vội vàng đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện hỏi, tại sao điện chủ lệnh này lại ở trong tay cậu? Lẽ nào Quý Trường Thanh đã? Lâm Thanh Diện cười nói, bây giờ ông Quý rất khỏe, chẳng qua ông ta không muốn làm điện chủ nữa mà thôi. Ông ta đã truyền ngôi vị điện chủ này lại cho tôi. Hiện tại, chúng thần điện tạm thời do tôi quản lý. Trần Vô Cực nghe Lâm Thanh Diện nói vậy, ánh mắt của ông ta lại lộ ra vẻ ngạc nhiên lần nữa, dường như ông ta không thể tưởng tượng một tổ chức như chúng thần điện lại giao cho một thằng nhãi mới ngoài 20 tuổi làm điện chủ. Tiểu huynh đệ, cậu còn trẻ như vậy mà đã có thực lực bực này. Xem như là một người xuất sắc nhất mà tôi đã từng gặp qua ở trái đất. E là cho dù lại trải qua thêm mấy ngàn năm nữa thì cũng chưa chắc đã có được thiên tài như cậu. Trần Vô Cực mỉm cười nói. Tiền bối quá khen rồi. Lâm Thanh Diện cười nói với Trần Vô Cực. Thông qua tiếp xúc trước mắt, ông lão tên Trần Vô Cực này quả thật không giống người xấu. Thái độ đối với anh cũng rất khách sáo. So với Tần Trường Sinh quả thực có phần khác biệt. Chỉ có điều Lâm Thanh Diện không rõ sau khi ông ta biết mình là đệ tử của Tần Trường Sinh hơn nữa Tần Trường Sinh còn chết trong tay anh thì vị Trần Vô Cực này còn có thể đối xử với anh bằng thái độ này nữa không? Cậu có thể tiếp nhận chúng thần điện, thực lực lại mạnh như vậy, lẽ nào cậu là đệ tử của Quý Trường Thanh sao? Trần Vô Cực hỏi. Lâm Thanh Diện vốn không định nói đến chuyện này, nhưng Trần Vô Cực vẫn hỏi tới, xem ra rốt cuộc anh cũng không thoát khỏi chuyện này rồi. Có điều anh cũng không định giấu giếm. Với thực lực bây giờ của anh thì anh hoàn toàn không cần sợ Trần Vô Cực. Điều quan trọng nhất là anh muốn mượn chuyện này để thăm dò thái độ của Trần Vô Cực đối với Tần Trường Sinh, xem thử có phải ông ta đã vạch rõ giới hạn với Tần Trường Sinh không. Ông Quý chỉ có thể coi là tiền bối của tôi, không phải là sư phụ của tôi. Chỉ có điều sư phụ của tôi và tiền bối ngài thật ra cũng là bạn cũ, tại sao chúng ta không tìm một chỗ trước, sau đó tôi sẽ từ từ nói cho ngài biết. Lâm Thanh Diện nói. Trần Vô Cực ngẩn ra, rõ ràng ông ta không ngờ Lâm Thanh Diện lại nói sư phụ của anh lại là bạn cũ của ông ta. Mà nhìn chung trên trái đất này người có thể được xem là bạn của ông ta cũng chẳng có mấy người. Cũng không biết sư phụ của Lâm Thanh Diệu là người nào đây. Được, đã như vậy, thì tiểu huynh đệ hãy đi theo ta. Chúng ta vào trong rồi nói sau. Trần Vô Cực mỉm cười sau đó làm tư thế mời với Lâm Thanh Diện. Đám người Tiền Nguyệt ở bên cạnh nhìn thấy sư phụ mình trò chuyện vui vẻ với Lâm Thanh Diệu thì ai nấy cũng ngớ ra. Bọn họ không rõ tại sao vị sư phụ lợi hại của mình lại đối xử quá khách sáo với một anh chàng mới 20 mấy tuổi. Phải biết rằng tuổi tác của bọn họ cũng xê xích với Lâm Thanh Diện nhưng bình thường sư phụ cũng chưa từng đối xử khách sáo với bọn họ như thế. Bởi vì ấn tượng đầu tiên và những xích mích suốt dọc đường đi của Tiền Nguyệt đối với Lâm Thanh Diệu cho nên cô ta khá khó chịu với anh. Bây giờ nhìn thấy sư phụ lại đối xử khách sáo với anh như vậy cô ta càng khó chịu hơn. Dù sao trong mắt cô ta Lâm Thanh Diệu cũng chỉ là một người bình thường, không biết anh chó ngáp phải ruồi gì mà khiến cho Trắc Linh Thạch phát ra ánh sáng màu vàng. Mà sở dĩ sư phụ đối xử cung kính với anh ta như vậy đại khái hẳn là do lệnh bài của anh ta. Cô ta cảm thấy bản thân nên nhắc nhở sư phụ một chút,
gã này hoàn toàn không đáng để sư phụ khách sáo như vậy. Loay hoay mãi, cuối cùng Tiền Nguyệt cũng hạ quyết tâm, hô lên với Trần Vô Cực, sư phụ, người đừng để bị tên này lừa. Trên đường đưa anh ta trở về, tất cả chúng con ai cũng biết anh ta là người thế nào rồi. Kiểu người này không đáng để sư phụ đối xử như vậy. Ngoặc kép, Triệu Lỗi và Tôn Đào gật đầu phụ họa, tuy bọn họ cũng nghĩ như vậy nhưng không có can đảm nói ra như Tiền Nguyệt. Trần Vô Cực nghe Tiền Nguyệt nói như vậy lại trợn mắt quát cô ta, ai cho con lá gan mà dám ăn nói như vậy. Tiền Nguyệt vẫn không phục, sư phụ, con đây chỉ sợ người bị gã này lừa thôi. Không phải người đã nói người tập võ chúng ta lấy thực lực để phân vai vế, người càng có thực lực thì địa vị càng cao sao. Nhưng gã này rõ ràng chỉ là một người bình thường, tại sao sư phụ lại cung kính anh ta như vậy? Trần Vô Cực nhất thời tức giận mắng, ai nói cho con biết cậu ta chỉ là một kẻ bình thường. Nếu thật sự đánh nhau, cùng lắm ta chỉ đánh ngang tay với cậu ta thôi. Lẽ nào như vậy vẫn chưa đủ để ta đối xử khách sáo với cậu ta sao? Trần Vô Cực vừa thốt ra những lời này, tất cả mọi người đều kinh sợ. Bọn họ nhìn Lâm Thanh Diện bằng vẻ mặt khó tin. Không ai ngờ chàng trai trẻ thoạt nhìn bằng tuổi họ lại có thể nhận được nhận xét như vậy của Trần Vô Cực. Hơn nữa Trần Vô Cực còn nói cùng lắm ông ta cũng chỉ ngang cơ với Lâm Thanh Diện. Điều này có nghĩa là, nếu thật sự đánh nhau, nếu Trần Vô Cực chỉ hơi sơ sót chút thôi nói không chừng sẽ thua trong tay Lâm Thanh Diện. Người này rõ ràng không chênh lệch bọn họ bao nhiêu, nhưng lại có được thực lực đáng sợ giống như sư phụ, sau khi nghe xong, đương nhiên bọn họ đúng là khó mà chấp nhận được. So với Lâm Thanh Diệu, dường như bọn họ đã sống uổng công bao nhiêu năm nay rồi. Mặt Tiền Nguyệt cũng dại ra, mãi đến lúc này cô ta mới hiểu rõ tại sao sư phụ lại đối xử với Lâm Thanh Diện bằng thái độ như vậy. Đồng thời cô ta cũng hiểu rõ suốt chặng đường đến đây tại sao Lâm Thanh Diện lại đối xử với cô ta như vậy. Tiểu huynh đệ này là thiên tài vô song duy nhất mà ta từng thấy trong đời. Cậu ta có thực lực mạnh mẽ như vậy nhưng làm người lại rất khiêm tốn. Lại cũng không cho các người biết thực lực của cậu ta. Mà trong số các người chỉ mới hơi có thành tựu một chút mà đã đắc chí. Sau này các người phải học tập theo cậu ta, đừng vì chút thành tựu bé như hạt vừng kia mà kiêu ngạo quá mức. Trần Vô Cực thừa dịp dạy dỗ mọi người. Tất cả mọi người đều xấu hổ đến nỗi không biết giấu mặt vào đâu. Quả thật so với Lâm Thanh Diện bọn họ kém xa một trời một vực. Chẳng trách anh ta có thể khiến cho Trác Linh Thạch phát ra ánh sáng màu vàng. Hóa ra là vì tư chất của anh ta hoàn toàn vượt qua tư chất đỉnh cấp nhất, có thể đạt được trình độ giống sư phụ ở độ tuổi 20 này, quả thật chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ yêu nghiệt. Tiền Nguyệt tự lẩm bẩm. Trần Vô Cực nghe được lời lẩm bẩm của Tiền Nguyệt, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi ngờ, con vừa nói cái gì? Trác Linh Thạch làm sao? Tiền Nguyệt ngẩng đầu nhìn sư phụ, sau đó mới nghi ngờ nói, con nói anh ta đã khiến Trác Linh Thạch phát ra ánh sáng màu vàng. Sư phụ, có vấn đề gì sao? Với tư cách của này của anh ta, để cho Trác Linh Thạch phát ra ánh sáng màu vàng chắc hẳn cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì đúng không? Trần Vô Cực trợn tròn mắt, khi Lâm Thanh Diện bằng vẻ mặt khó tin, sau đó ngạc nhiên thốt lên, ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng, kiểu tư chất này cho dù là ở thương nguyên giới cũng đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi. Bây giờ lại xuất hiện trên trái đất, làm sao có thể có chuyện này? Chương 1091, ông ta đã chết trên tay tôi. Tất cả mọi người đều không ngờ Trần Vô Cực lại trở nên kích động như vậy, tuy rằng bọn họ cũng chẳng rõ thương nguyên giới mà Trần Vô Cực nói là nơi nào nhưng theo những gì sư phụ nói thì đó nhất định không phải là một nơi bình thường. Tiền Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện, không ngờ ánh sáng màu vàng trong mắt sư phụ lại khan hiếm như vậy, xem ra từ trước đến nay, cô ta đã xem nhẹ anh chàng này. Nhớ lại sự khinh thường cũng như chào phúc mà mình đã dành cho Lâm Thanh Diện trên đường. Cô ta liền xấu hổ và tự thấy mình giống như một tên hề trước mặt Lâm Thanh Diện. Cô ta liếc nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt phức tạp, sau đó đi đến trước mặt anh, chân thành nói, thực xin lỗi, lúc trước tôi không nên dùng thái độ như vậy để đối đãi với anh. Lâm Thanh Diện chỉ cười đáp lại chứ không nói gì. Tiểu huynh đệ, mau theo tôi đến đây, tư chất như cậu tôi đây bình sinh cũng hiếm thấy, hôm nay nhất định phải trò chuyện thật lâu với cậu mới được. Trần Vô Cực lại nói với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện gật đầu, đi theo Trần Vô Cực vào bên trong. Chúng đệ tử của Vô Cực Tông đều cảm khái, bọn họ vốn dĩ còn cho rằng trong tông môn xuất hiện một tên không biết trời cao đất dày là gì nên muốn thể hiện uy phong trước mặt Lâm Thanh Diện một phen. Kết quả Lâm Thanh Diện lại là một người mà ngay cả sư phụ của bọn họ còn phải kính nể ba phần,
mà quan trọng nhất là tuổi của Lâm Thanh Diện cũng sấp xỉ bọn họ mà thôi nên chuyện này thật sự khiến bọn họ không được thoải mái cho lắm. Tiền Nguyệt thở dài, sau đó nhìn thoáng qua các sư huynh đệ của mình rồi mở miệng nói, vừa rồi sư phụ nói không sai, chúng ta không thể bởi vì một chút thành tựu liền đắc chí, chúng ta nên biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, tất cả mọi người nhanh đi tu luyện đi. Tiền Nguyệt không biết những người khác có thật sự cảm nhận được ý từ vừa rồi của sư phụ hay không, riêng phần cô thì đã thật sự lĩnh ngộ được rồi, hơn nữa cô ta còn hạ quyết tâm phải nỗ lực nâng cao thực lực của mình. Lâm Thanh Diện đi theo Trần Vô Cực vào một căn phòng sâu trong Vô Cực Tông, căn phòng này được bố trí rất trang nhã, ngoại trừ bàn ghế, trên tường còn treo mấy bức tranh thủy mặc, có thể nhìn ra được phản đề chữ là tên của Trần Vô Cực. Trần Vô Cực bảo Lâm Thanh Diện ngồi xuống, sau đó ẩm cho anh một hồ trà ngon rồi mới ngồi xuống cạnh Lâm Thanh Diện, cười hỏi tiểu huynh đệ, không biết cậu đến tìm tôi là vì chuyện gì? Quý Trường Thanh sai cậu đến gặp tôi ư? Lâm Thanh Diện lắc đầu, nói tiền bối, vừa rồi chẳng phải người đã hỏi tôi học nghệ ở đâu sao? Trần Vô Cực gật đầu, nói, đúng đúng đúng, suýt chút nữa thì quên, vừa rồi cậu đã nói sư phụ cậu và tôi là bạn bè nhưng tôi nghĩ một hồi cũng không nhớ ra được rốt cuộc đó là người nào, hay tiểu huynh đệ hãy nói cho tôi biết đi. Lâm Thanh Diện tươi cười đáp, sư phụ tôi tên là Lục Duyên Thọ, tuy nhiên ông ấy còn có một cái tên khác nữa. Tần Trường Sinh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói xong, Lâm Thanh Diện liền chăm chú quan sát sắc mặt Trần Vô Cực, muốn xem ông ta sẽ có phản ứng như thế nào. Khi nghe đến ba chữ Tần Trường Sinh, toàn thân Trần Vô Cực cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng biến mất dạng còn ánh nhìn thì trở nên sâu xa hơn. Ông ta im lặng nhìn Lâm Thanh Diện hồi lâu rồi nói, 100 năm trước, tôi đã cắt đứt quan hệ với ông ta rồi, chuyện của ông ta tôi sẽ không nhúng ta vào nữa, vì ông ta gặp phải phiền toái gì đó cho nên sai cậu đến tìm tôi ư. Nếu đúng thật là như vậy thì mời cậu quay về. Lâm Thanh Diện không nghĩ Trần Vô Cực lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, mình chẳng qua chỉ nhắc đến cái tên Tần Trường Sinh thôi mà ông ta đã dùng ánh mắt nhìn kẻ địch để nhìn anh, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ với anh vậy. Thông qua phản ứng này của ông ta, Lâm Thanh Diện cũng đoán được phần nào chuyện Trần Vô Cực đúng thật đã cắt đứt quan hệ với Tần Trường Sinh, hơn nữa còn không muốn có bất kỳ giao du nào với ông ấy nữa. Lâm Thanh Diện cười nói với Trần Vô Cực, không phải Tần Trường Sinh bảo tôi tới, hoặc cũng có thể nói chuyện tôi tới đây đúng thật là có chút dính dáng đến ông ấy nhưng ông ấy đã không còn cơ hội sai tôi làm bất cứ chuyện gì nữa rồi. Ông ta đã chết dưới tay tôi rồi. Lâm Thanh Diện vừa thốt ra câu ấy. Trần Vô Cực liền phun sạch ngụm trà trong miệng ra, sau đó nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt khó tin, nói cậu nói cái gì? Tần Trường Sinh chết dưới tay cậu, điều này sao có thể? Lâm Thanh Diện nhún vai, nói, sao chuyện này lại không thể chứ? Hơn nữa chuẩn xác mà nói, Tần Trường Sinh hoàn toàn không xứng làm sư phụ của tôi, sư phụ tôi là Lục Duyên Thọ, ông ấy chết ngay khi Tần Trường Sinh lột bỏ lớp vỏ ngụy trang mà thôi. Trần Vô Cực hít sâu một hơi. Những gì Lâm Thanh Diện nói thật sự khiến ông ta khó mà chấp nhận, ông ta phải bình tĩnh lại mới có thể tiếp tục trò chuyện cùng Lâm Thanh Diện. Một lúc lâu sau, Trần Vô Cực mới dần bình tĩnh lại, mở miệng hỏi Lâm Thanh Diện, vậy rốt cuộc cậu tìm tôi là vì cái gì? Giết tôi sao? Lâm Thanh Diện lắc đầu, nói tôi tới tìm sự trợ giúp từ ông. Sau đó anh liền kể lại cho Trần Vô Cực những gút mắc giữa mình và Tần Trường Sinh cùng với chuyện Tần Trường Sinh muốn đoạt hồn cướp xác anh nhưng kết quả lại bị anh phản đòn giết chết. Đương nhiên, anh không hề nói rõ mình đã phản đòn giết chết Tần Trường Sinh như thế nào, anh chỉ kể ngắn gọn để Trần Vô Cực biết, mình còn lợi hại hơn cả trong tưởng tượng của ông ta. Lúc sau Lâm Thanh Diện lại kể chuyện hai huynh đệ Tiêu Vân và Tiêu Phong được Tần Trường Sinh sắp đặt bên cạnh vợ mình chờ thời cơ xuống tay. Tôi tới tìm ông là muốn hỏi liệu ông biết cách giải thiên độc đan không? Lâm Thanh Diện chân thành nói với Trần Vô Cực, chỉ cần ông có thể giúp tôi giải được thứ độc này trên người vợ tôi thì ông yêu cầu bất cứ điều gì tôi cũng đều sẽ đáp ứng. Trần Vô Cực nghe Lâm Thanh Diện kể xong cũng lặng lẽ thở dài một hơi, nghe Lâm Thanh Diện nói chính anh giết Tần Trường Sinh, ông ta còn tưởng rằng Lâm Thanh Diện là tới đuổi tận giết tuyệt, bây giờ biết hóa ra Lâm Thanh Diện đến là để tìm thuốc giải. Ông ta nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện rồi nói, thiên độc đan này là một loại độc dược cực kỳ phức tạp chỉ ở thương nguyên giới mới có. Độc tính của loại độc này không mạnh, thời gian độc phát cũng lâu, bình thường phải dùng rất lâu mới có thể khiến cho người chúng độc phát độc mà chết. Thông thường loại độc này đều được dùng để khống chế một số nhân vật quan trọng, dùng họ làm lợi thế để uy hiếp kẻ địch. Thật ra tôi có biết phương pháp giải loại độc này. Nghe thấy thế, ánh mắt của Lâm Thanh Diện lập tức sáng ngời, vẻ mặt kích động nói,
vậy xin tiền bối hãy nói cho tôi biết phương pháp này, tiền bối có yêu cầu gì tôi cũng sẽ đáp ứng. Trần Vô Cực khoát tay áo, nói cậu đừng nôn nóng. Tuy rằng tôi biết này phương phái giải thiên độc đan nhưng muốn giải độc phải có đủ dược liệu, mà dược liệu đó chỉ thương nguyên giới mới có. Trên trái đất thiếu linh lực nên hoàn toàn không thể trồng được những dược liệu ấy, muốn giải độc, cậu phải đến thương nguyên giới để tìm những dược liệu ấy. Chương 1092, Bí cảnh. Lâm Thanh Diện vốn dĩ đang tràn trề hy vọng nhưng sau khi nghe Trần Vô Cực nói xong, mặt mũi lập tức sửng sốt rồi vội vàng hỏi, buộc phải đến thương nguyên giới mới có thể tìm được dược liệu mà ông nói. Trần Vô Cực gật đầu, đáp không sai, dược liệu mà thuốc giải thiên độc đan cần nhất định phải được nuôi dưỡng bởi linh khí mới có thể phát huy được dược hiệu cần có, trên trái đất từ lâu đã không còn chút linh khí nào nữa thì sao có thể nuôi trồng được loại dược liệu như vậy đây? Cho nên muốn tìm được dược liệu đó chỉ có thể đến thương nguyên giới. Toàn thân Lâm Thanh Diện lập tức dấy lên một cảm giác vô lực, anh vốn cho rằng Trần Vô Cực có biện pháp giải độc của thiên độc đan, nhưng ngờ tới cuối cùng vẫn phải đến thương nguyên giới mới có cơ hội giải độc. Mà người thương nguyên giới muốn đến được trái đất đều gặp phải muôn vàn trắc trở thì anh sao có thể có được cơ hội đến được thương nguyên giới. Nếu nói đây là hy vọng thì chi bằng nói rằng hy vọng này hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Thật sự không có biện pháp gì sao? Lâm Thanh Diện thì thào tự nói. Nghĩ đến cảnh Hứa Bích Hoài sau này chỉ có thể hôn mê bất tỉnh ở trên giường, cuối cùng bị thiên độc đan gặm nhấm từng chút một, anh liền cảm thấy đau đớn thấu tim gan. Anh luôn miệng nói phải bảo vệ Hứa Bích Hoài cả đời vậy mà giờ đây, ngay cả thứ độc này cũng giải không được, cảm giác ấy khiến Lâm Thanh Diện muốn tự tát mình một cái thật mạnh. Trần Vô Cực nhìn thấy bộ dáng đau khổ của Lâm Thanh Diện cũng đoán được Lâm Thanh Diện hẳn là rất yêu vợ của mình, bằng không cũng sẽ không cố ý chạy đến chốn thâm sơn cùng cốc này để tìm ông ta. Ông ta do dự một lát rồi nói, ngoại trừ đến thương nguyên giới có thể tìm được dược liệu này, thì tôi cũng không thể khẳng định là trên trái đất này không còn nơi nào có thể tìm được chúng. Lâm Thanh Diện lại ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Vô Cực, hỏi ý ông là gì? Cậu đã giết Tần Trường Sinh, vậy thì cậu đã hiểu vì sao trên trái đất lại trở nên khô cạn linh khí chứ? Trần Vô Cực hỏi. Lâm Thanh Diện gật đầu, nói chuyện này thì tôi hiểu, người ta nói rằng nhiều năm trước. Trận đại chiến giữa ma thần Tu La và một đám tiên nhân đã gây ra điều đó. Trần Vô Cực gật đầu, nói, không sai, trước trận đại chiến đó, trái đất vẫn là một nơi linh khí cực thịnh, lúc đó, trên trái đất, có rất nhiều bí cảnh mà năm người từng tìm kiếm. Đa số những bí cảnh đó đều được phong ấn, cho nên người bình thường hoàn toàn không thể tìm được nơi đặt nó, mà cũng chính vì sự tồn tại của phong ấn mà có lẽ linh khí trong những bí cảnh đó cũng không biết mất theo sự cạn kiệt của linh khí trên trái đất. Cho nên nếu vận khí của cậu đủ tốt để tìm được bí cảnh và thuận lợi tiến vào đó thì có lẽ sẽ tìm được dược liệu mà tôi đã nói. Có điều bí cảnh này nguy hiểm trùng trùng, năm đó người của thương nguyên giới còn chưa rời khỏi trái đất, nhiều cường giả như vậy mà cũng không có biện pháp để sống sót rời khỏi bí cảnh đó nói chi đến một tên nhóc chỉ có thực lực hóa cảnh đỉnh phong như cậu đây. Đừng nghĩ là tôi cường điệu, hiện tại, hóa cảnh đỉnh phong trên trái đất này đúng thật là rất lợi hại. Ngay cả thực lực của tôi cũng chỉ ở đẳng cấp hóa cảnh đỉnh phong, nhưng năm xưa, hóa cảnh đỉnh phong đều chỉ được xem là vừa mới bước lên con đường tu luyện mà thôi. Hơn nữa cho dù cậu may mắn, thật sự tìm được bí cảnh, lại còn nghĩ ra cách tiến vào bí cảnh đi nữa thì cũng không biết chắc được là có tìm được dược liệu mà tôi nói hay không. Bí cảnh tuy rằng linh khí sung túc, nhưng cũng không phải là nơi mà cậu muốn có dược liệu gì thì nó sẽ mọc ra loại dược liệu đó. Có khả năng tiến vào bí cảnh thì cũng không chắc là gặp được dược liệu mà tôi nói. Cho nên chọn cách này còn gian nan hơn trực tiếp đến thương nguyên giới tìm kiếm dược liệu mà tôi nói, dù gì thì việc tìm kiếm bí cảnh cũng đủ để cậu hao phí cả đời mình rồi. Năm đó sau khi Tần Trường Sinh đi vào trái đất đã thử đi tìm những bí cảnh này, tuy rằng về sau tôi đã cắt đứt quan hệ với ông ta, không hề chú ý đến chuyện của ông ta nữa nhưng vì ông ta đã chết dưới tay cậu nên có lẽ ổng cũng không tìm được bí cảnh nào hết. Hoặc giả tìm được rồi nhưng cũng chẳng biết cách vào. Nếu Tần Trường Sinh sống sót rời khỏi bí cảnh thì tuyệt đối không phải là người mà cậu có thể giết, hơn nữa nếu thật sự là như vậy thì ông ta cũng không cần cướp hồn đoạt xác để kéo dài sinh mệnh. Bên trong bí cảnh có những bảo vật cùng dược liệu vượt xa trí tưởng tượng của cậu, có điều đó chỉ là những thứ mượn hoàn cảnh hoang dã của bí cảnh để sản sinh ra mà thôi. Lâm Thanh Diện nghe Trần Vô Cực kể xong, trong lòng cũng chấn động theo. Không thể tưởng được trên trái đất lúc này vẫn còn một nơi như bí cảnh tồn tại. Theo lý thuyết, với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay lẽ ra đã sớm thăm dò sạch sẽ thế giới này rồi.
Nhưng cẩn thận suy ngẫm thì thứ mà nhân loại dựa vào khoa học kỹ thuật để thăm dò chẳng qua chỉ là những thứ trên bề mặt trái đất mà thôi. Tựa như huyệt mộ của Tần Trường Sinh, nếu không phải chính ông ta mở ra thì người thường chỉ biết rằng nơi đó là một vách đá chứ sao có thể biết được phía sau vách đá là một cánh cửa bằng đá chứ. Ngay cả một cao thủ hóa cảnh đỉnh phong như Lâm Thanh Diện cũng không phát hiện ra bất cứ dị thường nào. Bí cảnh mà Trần Vô Cực nói chỉ sợ là còn bí mật hơn mộ huyệt của Tần Trường Sinh, muốn dựa vào khoa học kỹ thuật hiện đại để phát hiện ra sự tồn tại của nơi đó đúng là một chuyện mơ hồ. Có điều người khác tìm không ra sự tồn tại của những bí cảnh ấy thì hiển nhiên là Lâm Thanh Diện lại càng không thể tìm được, cho nên chuyện này đối với Lâm Thanh Diện mà nói vẫn là một thông tin tuyệt vọng. Tuy nhiên đúng lúc này anh đột nhiên ý thức được vừa rồi Trần Vô Cực nói sau khi Tần Trường Sinh tiến vào trái đất đã đi tìm bí cảnh, điều này khiến anh lập tức mở to hai mắt. Anh đã tìm thấy một phần của tấm bản đồ không biết dùng để làm gì trong mộ huyệt của Tần Trường Sinh, trên đó có đánh dấu một số địa điểm, mới đầu Lâm Thanh Diện còn nghiên cứu qua, nhưng cuối cùng cũng không tìm ra được rốt cuộc những địa điểm được đánh dấu trên phần bản đồ đó là để làm gì. Hiện tại nghe Trần Vô Cực nói như vậy, trong lòng Lâm Thanh Diện lập tức nghĩ ra một khả năng. Phần bản đồ kia rất có thể chính là tất cả vị trí bí cảnh mà Tần Trường Sinh tìm được. Chẳng qua vướng phải vấn đề thực lực, Tần Trường Sinh không có biện pháp đi vào, cho nên chỉ có thể ghi chú lại những vị trí đó. Nghĩ đến đó, Lâm Thanh Diện lập tức kích động, nếu những vị trí được đánh dấu trên bản đồ đúng thật là địa điểm mà bí cảnh có khả năng tồn tại thì Lâm Thanh Diện không thể nào không tìm được dược liệu mà Trần Vô Cực cần trên trái đất này. Cho dù xác suất của chuyện này có nhỏ đi nữa thì anh cũng phải thử, nếu không thì thật sự chẳng còn chút hy vọng nào nữa rồi. Anh quay lại nhìn Trần Vô Cực nói, tiền bối, xin hãy viết cho tôi những tin tức cụ thể về dược liệu cần có để giải độc, mặc kệ có tìm được hay không thì tôi cũng phải thử một lần. Cậu muốn đi tìm những bí cảnh ấy? Trần Vô Cực hỏi. Lâm Thanh Diện nghiêm túc gật đầu. Tôi đã nói cho cậu biết mức độ nguy hiểm của những bí cảnh đó, thực lực hóa cảnh đỉnh phong mà bước vào đó sẽ chết chắc. Trần Vô Cực nói, ánh mắt của Lâm Thanh Diện trở nên kiên định nói, chết chắc thì sao chứ, nếu không thể cứu được vợ của tôi sống lại thì chẳng khác nào giết tôi. Hơn nữa nếu thực lực hóa cảnh đỉnh phong không đủ thì tôi sẽ khiến mình trở nên mạnh hơn, chỉ cần tôi nỗ lực nhất định sẽ tìm được những thứ dược liệu đó về trước khi độc phát. Chương 1093, Hy vọng. Trần Vô Cực nhìn đôi mắt vô cùng kiên định của Lâm Thanh Diện, thầm thấy cảm khái trong lòng. Giống như rất nhiều năm về trước ông ta cũng đã từng bằng lòng bỏ ra tất cả để đưa ra một quyết định. Từ sau khi bị trọng thương ở đường nối truyền tống, ông ta càng trở nên cẩn thận hơn. Cho dù làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy tính trước hậu quả, một khi có bất cứ nguy hiểm gì, ông ta đều sẽ không làm. Bởi vì ông ta rất rõ ràng trong lòng, đây là một trái đất đã khô kiệt linh khí, ông ta muốn đạt được thực lực như ở thương nguyên giới là chuyện không thể. Ông ta đã bị thương. Nên muốn tiếp tục sống trên thế giới này đã rất khó khăn rồi. Cho nên ông ta mới tìm đến Quý Trường Thanh để làm một cuộc giao dịch, cả đời chỉ ở lại núi Tần Lĩnh. Cách duy nhất để giải sầu chính là thu nhận đồ đệ từ xóm núi xung quanh Tần Lĩnh. Bây giờ lời nói của Lâm Thanh Diện khiến ông ta tìm lại cảm giác thời trai trẻ. Cảm giác này làm ông ta tựa như trở lại thời mình còn mấy chục tuổi. Trần Vô Cực lắc đầu cười, nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Nói, nếu bây giờ người nói là bất kỳ một ai khác, cho dù hắn đã đạt tới thần cảnh, tôi cũng cảm thấy hắn tuyệt đối không thể sống sót trở về từ bí cảnh. Nhưng cậu không giống vậy, cậu là thiên tài tôi đã từng tận mặt chứng kiến, là người khiến người ta kính nể nhất. Cho dù là thiên tài ở thương nguyên giới cũng ít ai có thể so được với cậu. Cho nên tôi thật lòng ủng hộ những lời cậu vừa nói ra, chỉ cần cậu cố gắng, cậu có thể tìm được những dược liệu đó trong bí cảnh. Nhưng mà tôi cũng xin khuyên cậu một câu, thời gian của cậu nhiều nhất chỉ có 10 năm. Sau 10 năm, nếu cậu không thể gom đủ những dược liệu đó, vậy chỉ có thể nhìn vợ mình bị độc tố ăn mòn mà chết. Đương nhiên, nếu cậu chết giữa bí cảnh thì cũng không cần lo lắng chuyện này. Lâm Thanh Diện trịnh trọng gật đầu với Tần Vô Cực. Đối với anh mà nói, 10 năm đã đủ lâu rồi, anh bước vào con đường học võ cũng chỉ mới 2-3 năm đã đạt được thành tựu như bây giờ. Anh tin mình nhất định có thể đạt tới thực lực đủ để sống sót ra khỏi bí cảnh trong thời gian 10 năm. Trần Vô Cực cũng không do dự quá lâu, ông ta lấy giấy bút ra, viết tên những dược liệu mà anh cần. Ông ta không chỉ ghi chú rõ dược tính, đặc tính, hình dạng của dược liệu, mà còn vẽ thêm một sơ đồ ở bên cạnh để Lâm Thanh Diện tiện phân biệt. Lâm Thanh Diện cần tìm được 3 loại dược liệu. Khi nhận được tờ giấy Trần Vô Cực đã viết xong,
nhìn tên dược liệu trên đó, thật sự không giống thứ có thể xuất hiện trên trái đất. Nhưng bất cứ chuyện gì chỉ cần có bắt đầu, thì những chuyện còn lại sẽ không còn khó khăn nữa. Tiếp đó, anh chỉ cần làm rõ rốt cuộc tấm bản đồ Tần Trường Sinh để lại kia có liên quan gì tới bí cảnh không, sau đó cố gắng nâng cao thực lực của mình là đủ rồi. Nếu như vậy vẫn không thể tìm được những dược liệu này, anh chỉ có thể nghĩ cách tới Thương Nguyên Giới một chuyến thôi. Còn nếu không thể tới Thương Nguyên Giới, tuy rằng Lâm Thanh Diện không thể, nhưng anh có dự cảm, trong vòng 10 năm tới nhất định sẽ có người của Thương Nguyên Giới tới trái đất. Đến lúc đó anh chỉ cần bắt được người đó, tìm được cách tới Thương Nguyên Giới chắc sẽ không khó lắm. Chỉ là dẫu sao Thương Nguyên Giới cũng là một thế giới xa lạ với Lâm Thanh Diện. Với chút thực lực này của anh, chỉ sợ tới đó sẽ chỉ ở cấp đá lót đường thôi, cho nên chưa đến lúc cùng đường, anh sẽ không dùng đến cách này. Xét cho cùng thì thực lực mới là tất cả. Lâm Thanh Diện cẩn thận cất tờ giấy kia đi, rồi nhìn về phía Trần Vô Cực, nói tiền bối, tôi muốn nhắc nhở ông một chút, thế giới này chắc không yên ổn được bao lâu nữa đâu, sẽ lại rung chuyển một lần nữa thôi. Người Thương Nguyên Giới đã tự mình sáng tạo ra đường nối truyền tống, nên đã tới trái đất một lần. Tuy rằng người đó đã bị chúng tôi diệt trừ, nhưng tôi tin chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ lại đến đây. Đến lúc đó, chỉ sợ cả thế giới sẽ lại chìm trong hỗn loạn. Hy vọng tới lúc ấy tiền bối vẫn tuân thủ lời hứa với ông quý, tránh trong núi Tần Lĩnh mà không tới làm nội ứng cho những người Thương Nguyên Giới đó. Sau khi nghe Lâm Thanh Diện nói xong, sắc mặt Trần Vô Cực lộ ra sự nghiêm nghị, ông ta lẩm bẩm cuối cùng thì những kẻ đó vẫn muốn tới sao. Nhưng ngay sau đó ông ta lại nở nụ cười. Nói với Lâm Thanh Diện, nếu chúng thật sự tới đây, tôi sẽ chỉ liên minh với các người, sẽ không trở thành nội ứng của chúng. Năm đó nếu không phải vì chúng, sao chúng tôi lại bị ép dốc sức phá tan phong ấn để chạy trốn đến trái đất? Tôi ước gì chúng tới đây để tôi giết từng người một. Lâm Thanh Diện cũng cười cười, anh cũng đang bởi vì biết rõ chuyện này nên mới nói cho Trần Vô Cực biết. Dẫu sao Trần Vô Cực cũng coi như là một trong những người có sức chiến đấu hàng đầu trên trái đất. Nếu người Thương Nguyên Giới thật sự xâm lăng, có ông ta trợ giúp đương nhiên là rất tốt. Lâm Thanh Diện cũng không định ở lại Vô Cực Tông quá lâu. Bây giờ anh rất rõ mình phải làm như thế nào, cho nên càng không thể lãng phí thời gian. Sau khi hàn huyên chút chuyện không đâu với Trần Vô Cực, anh đứng dậy muốn đi. Trần Vô Cực muốn giữ anh ở lại núi mấy ngày, nhưng Lâm Thanh Diện lại từ chối. Ông ta cũng biết anh đang nghĩ gì trong lòng, nên cũng không kiên quyết giữ lại. Cùng ngày, Lâm Thanh Diện rời khỏi Vô Cực Tông, đi dọc theo con đường đã đi qua để trở về. Khi anh đi, đám Tiền Nguyệt lại hơi bất ngờ, không ngờ Lâm Thanh Diện mới tới đây một thời gian ngắn như vậy đã đi rồi. Tiền Nguyệt còn đặc biệt chạy tới hỏi Trần Vô Cực vì sao anh lại đi vội như vậy. Trần Vô Cực cười nói, lão già như ta không thể giúp cậu ta được gì nhiều, nên cậu ta đương nhiên sẽ không ở lại nơi này quá lâu. Lời này khiến Tiền Nguyệt thầm cảm khái. Sư phụ của họ cũng không thể giúp được gì nhiều cho Lâm Thanh Diện, vậy rốt cuộc anh đã trải qua chuyện gì? Chỉ sợ sẽ vượt xa tưởng tượng của anh ta. Trên đường xuống núi, Lâm Thanh Diện lấy bản đồ ra từ trong ba lô của mình. Anh xem kỹ một số địa điểm được đánh dấu trên bản đồ này, mặc dù vẫn chưa hiểu những nơi này có gì đặc biệt nhưng anh nhận thấy một đặc điểm chung của những nơi này, đó là ít người lui tới, và đều đã từng xảy ra một vài chuyện kỳ bí. Khi trước, Lâm Thanh Diện từng tra những địa điểm này trên mạng, thì luôn tìm ra những câu chuyện kỳ bí ở những địa điểm này. Nhưng lúc ấy anh chỉ nghĩ rằng đó là quảng cáo lừa đảo trên trang web để lấy lượng truy cập nên đã bỏ qua. Bây giờ nghĩ lại, nếu những nơi đó thật sự đều xảy ra những chuyện kỳ bí, vậy có nghĩa là những địa điểm này rất không bình thường. Có lẽ sự tồn tại của bí cảnh đã khiến những chuyện kỳ bí đó xảy ra. Nghĩ như vậy, Lâm Thanh Diện càng thêm tin tưởng tấm bản đồ này chính là bản đồ về bí cảnh. Chờ có thời gian, anh chắc chắn sẽ tới những địa điểm đó điều tra một chút, xác minh suy đoán của mình. Đương nhiên, bây giờ anh còn có chuyện muốn đi làm. Trước khi tới Tần Lĩnh, Lâm Trung Thiên đã gọi điện thoại cho anh. Cuộc gọi đó làm anh cảm thấy Lâm Trung Thiên đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên bây giờ anh phải tới Quan Lĩnh một chuyến, xem rốt cuộc ông ta đã gặp phải chuyện gì rồi. Chương 1094, trực thăng tới đón. Thành phố Tây An ở gần sơn mạch Tần Lĩnh nhất. Lâm Thanh Diện đi tới trước cửa một tòa nhà, lúc nãy anh đã liên lạc với người bên Quan Lĩnh, bảo họ lái thẳng trực thăng tới đây đón anh. Người bên Quan Lĩnh thông báo vị trí bãi đậu trực thăng gần Lâm Thanh Diện nhất, để anh tới đó đợi họ trước, rồi họ sẽ cử người lái trực thăng tới đón anh ngay.
vị trí bãi đậu trực thăng đó là sân thượng tòa nhà trước mặt Lâm Thanh Diện. Đây là một tòa nhà thương mại cao cấp, còn trang bị cả bãi đậu trực thăng, tất nhiên sẽ không đơn giản rồi. Nhưng nơi này chỉ là một sản nghiệp nhỏ của quan lĩnh. Muốn ra vào tòa nhà cần phải có thẻ ra vào chuyên biệt, nhân viên bên ngoài muốn đi vào phải trải qua quá trình kiểm tra rất phức tạp. Để tránh phiền phức, Lâm Thanh Diện liền phóng thần niệm của mình ra, dùng sức mạnh thần hồn để che mắt mấy nhân viên bảo vệ đang đứng trước cửa tòa nhà. Như vậy không ai có thể nhìn thấy Lâm Thanh Diện đi vào tòa nhà. Chuông báo động ở cửa tòa nhà bỗng vang lên, mấy nhân viên bảo vệ nhanh chóng nhìn về phía này, tưởng có ai đó muốn xông vào trong, nhưng lúc này trước cửa tòa nhà chỉ có mấy nhân viên bảo vệ bọn họ, chứ không nhìn thấy người nào khác. Điều này đã làm bọn họ cảm thấy khó hiểu. Quái lạ, rõ ràng không có ai, sao chuông báo động này lại kêu lên? Chẳng lẽ là do máy bị trục trặc? Một nhân viên bảo vệ lẩm bẩm. Lâm Thanh Diện mỉm cười nhìn dáng vẻ mơ màng của mấy nhân viên bảo vệ, rồi đi vào tòa nhà. Lâm Thanh Diện đi thẳng lên sân thượng, rồi nhận ra cánh cửa ở cuối cầu thang lại mở ra, có vẻ như ai đó đang ở trên đây. Anh mở cửa đi ra ngoài, vừa liếc mắt đã nhìn thấy bãi đậu trực thăng trên sân thượng, rồi tiện thể liếc nhìn xung quanh, nhận ra trong một góc tường, có đôi nam nữ đang ôm ấp, quần áo người phụ nữ thì xốc xếch, còn người đàn ông thì đang bận, dáng vẻ rất gấp gáp. Nhìn cách ăn mặc của hai người, có lẽ là nhân viên trong tòa nhà này, xem ra người đàn ông đó là lãnh đạo, còn người phụ nữ kia là thư ký. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Thanh Diện không khỏi bật cười, không ngờ lại có người chạy tới đây làm chuyện này. Đúng lúc người phụ nữ đó quay mặt về phía Lâm Thanh Diện, rồi nhanh chóng nhận ra trên sân thượng bỗng xuất hiện thêm một người nữa, nên sợ hãi đẩy người đàn ông kia ra, hốt hoảng nói, Tổng Giám Đốc Trương, có người tới kìa. Người đàn ông được gọi là Tổng Giám Đốc Trương kia cũng vội vàng chỉnh lại đồ đạc, rồi xoay người nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Sau khi nhận ra anh không phải người quen, thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ông quan sát Lâm Thanh Diện tỉ mỉ, thấy anh không giống người làm trong tòa nhà này, nên mở miệng hỏi cậu là ai? Ai cho cậu lên đây? Lâm Thanh Diện cười nói, thật ngại quá, tôi lên đây để đợi bạn tới đón, không ngờ lại chứng kiến chuyện hai người, nhưng hai người đừng lo. Tôi sẽ không làm phiền hai người đâu, hai người cứ tiếp tục đi. Tổng Giám Đốc Trương nhất thời nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt xám xịt, rồi mắng, cậu còn đứng đây thì tôi làm sao tiếp tục được, tôi thấy cậu đang cố tình tới đây gây sự đúng không? Lâm Thanh Diện nhún vai nói, tôi thật sự tới đây để đợi bạn tới đón mà. Cậu đang lừa ai đấy? Ai lại chạy lên sân thượng đón cậu thế? Tôi thấy cậu đang cố tình gây sự thì có. Tổng Giám Đốc Trương tức giận nói. Lúc này người phụ nữ kia đã mặc xong đồ, rồi ôm cánh tay Tổng Giám Đốc Trương, ai oán nói, Tổng Giám Đốc Trương, vừa nhìn là biết tên này là người xấu rồi, lúc nãy người ta đang hứng thú như vậy, tự dưng lại bị anh ta cắt ngang, thật tức quá đi mất. Tổng Giám Đốc Trương liền an ủi cô ta, cục cưng ngoan, em đừng sốt ruột, để anh dạy dỗ tên khốn này một trận, tự nhiên lại chạy lên sân thượng, đúng là muốn ăn đòn mà. Nói xong, ông ta lại nhìn Lâm Thanh Diện, lạnh lùng nói. Nhìn cách ăn mặc của cậu, có lẽ không phải nhân viên của tòa nhà này đúng không? Nhưng cậu có thể đi vào đây, điều này chứng tỏ cậu cũng làm việc ở đây, nên tôi đoán không lầm thì chắc hẳn cậu là nhân viên vệ sinh của tòa nhà đúng không? Tôi nói cho cậu biết, tôi có quen biết quản lý của cậu, giờ cậu mau xin lỗi chúng tôi, rồi cút khỏi đây ngay, bằng không, tôi sẽ gọi cho quản lý của cậu để ông ta sa thải cậu. Lâm Thanh Diện nực cười, không ngờ mình tới đây ngồi trực thăng, cũng có thể gặp phải chuyện này. Nhưng anh không định so đo với hai người này, anh nhẩm thời gian, có lẽ người bên quan lĩnh cũng sắp tới rồi, giờ anh chỉ muốn nhanh chóng đi tới quan lĩnh thôi. Anh phất lờ Tổng Giám Đốc Trương đó, rồi đi thẳng về phía bãi đậu trực thăng. Tổng Giám Đốc Trương anh phất lờ mình, thì trong lòng nổi giận, đi tới hai bước nói, cậu không nghe thấy lời tôi nói à? Chẳng lẽ cậu thật sự muốn mình bị sa thải? Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn ông ta, tôi nói rồi, tôi chỉ tới đây đợi bạn tới đón thôi. Hơn nữa hai người làm chuyện bậy bạ ở đây, tại sao lại bắt tôi phải xin lỗi hai người? Tổng Giám Đốc Trương nghe xong thì nhất thời kích động muốn đánh Lâm Thanh Diện một trận. Đúng lúc này người phụ nữ kia kéo Tổng Giám Đốc Trương lại, Tổng Giám Đốc Trương, ông đừng so đo với anh ta, nhìn bộ dạng của anh ta, có lẽ là đầu óc có vấn đề, nói không chừng anh ta tới đây để nhảy lầu đó, đừng để đến lúc đó mọi người lại đổ lỗi chúng ta. Lúc này Tổng Giám Đốc Trương mới từ bỏ việc gây sự với Lâm Thanh Diện. Ông nhìn anh cười chế giễu, đúng là đầu óc có vấn đề, ai sẽ chạy tới đây đón cậu chứ,
chẳng lẽ một tên khốn như cậu cũng muốn trực thăng tới đón? Ông ta vừa dứt lời, một tiếng động lớn bỗng vang lên ở gần sân thượng, rồi một chiếc trực thăng xuất hiện từ từ đáp xuống bãi đậu trực thăng. Tổng giám đốc và người phụ nữ kia đều chết lặng, bọn họ không thể ngờ rằng, thật sự có trực thăng bay tới đây. Đã lâu rồi bãi đậu trực thăng trên sân thượng tòa nhà bọn họ không được sử dụng, về cơ bản chưa ai từng nhìn thấy trực thăng đậu ở nơi này, không ngờ khó khăn lắm mới xuất hiện một lần, lại bị hai người bọn họ bắt gặp. Lâm Thanh Diện quay đầu mỉm cười nhìn Tổng Giám Đốc Trương và người phụ nữ kia, rồi xoay người leo lên trực thăng. Tổng Giám Đốc Trương và người phụ nữ kia đều kinh ngạc nhìn trực thăng chở Lâm Thanh Diện đi, một lúc sau vẫn chưa hoàn hồn lại. Không, không ngờ thật sự có người tới đón anh ta, chuyện này thật khó tin. Rốt cuộc anh ta là ai vậy, phải có bối cảnh thế nào mới có thể cử trực thăng tới đây đón chứ? Người phụ nữ lẩm bẩm. Lúc này, Tổng Giám Đốc Trương bỗng nhíu mày. Trong đầu chợt nhớ ra một chuyện, hình như bãi đậu trực thăng trên sân thượng tòa nhà được xây riêng cho ông chủ tòa nhà này. Nghe nói ông chủ tòa nhà này là người giàu nhất thế giới, sản nghiệp phân bố khắp thế giới, mặc dù về cơ bản bãi đậu trực thăng sẽ chưa bao giờ sử dụng, nhưng lúc cần thì vẫn phải có, nên sân thượng tòa nhà mới xây bãi đậu trực thăng. Liệu người lúc nãy có phải là ông chủ tòa nhà này không? Chương 1095, phiền muộn của Lâm Trung Thiên. Quan lĩnh. Sau khi xuống trực thăng, Lâm Thanh Diện liền vội vàng đi thẳng tới trung tâm hòn đảo. Mấy nhân viên bên quan lĩnh đã sớm biết rõ thân phận của Lâm Thanh Diện, nên từ khi nhìn thấy anh, ai cũng mang vẻ mặt cung kính, khi biết anh sắp đi tới trung tâm hòn đảo, thì sắp xếp cano cho anh ngay. Thoáng chốc, Lâm Thanh Diện đã tới trung tâm hòn đảo, rồi sải bước đi tới chỗ Lâm Trung Thiên đang ở. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Thanh Diện đã tới trước cửa thư phòng Lâm Trung Thiên. Lâm Thanh Diện giơ tay lên gõ cửa, cánh cửa liền mở ra, rồi anh đi vào trong. Lúc này Lâm Trung Thiên đang đứng trước cửa sổ, nhìn chằm chằm phong cảnh bên ngoài đến thất thần. Từ lúc Lâm Thanh Diện đi vào vẫn luôn im lặng, chỉ lặng lẽ đứng đợi trong thư phòng. Một lúc sau, Lâm Trung Thiên mới lạnh nhạt nói, con tới rồi à? Ông không hề xoay người lại, Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm bóng lưng ông nói, vâng ba. Lúc nãy nghe giọng điệu của ba trong điện thoại. Hình như không được ổn cho lắm, chẳng lẽ đã xảy chuyện gì rồi ư? Lúc này Lâm Trung Thiên mới chậm rãi xoay người lại, lúc Lâm Thanh Diện nhìn thấy khuôn mặt đó, cả người anh bỗng cứng đờ, trong lòng cũng nảy sinh cảm giác sởn gai ốc. Giờ anh chỉ thấy cả khuôn mặt Lâm Trung Thiên chẳng chịt những mạch máu màu đen, trong mắt cũng chứa đầy tia máu, cả người như tẩu hỏa nhập ma, rất đáng sợ. Nếu không phải lúc nãy Lâm Trung Thiên vẫn còn nói chuyện bình thường với Lâm Thanh Diện, chắc chắn anh sẽ cho rằng ông bị yêu ma nào đó nhập vào người. Ba, mặt ba. Lâm Trung Thiên cười nói, bộ dạng của ba không dọa con chứ. Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi, giờ bộ dạng của Lâm Trung Thiên đã rất đáng sợ rồi, một khi ông cười lên thì càng trở nên đáng sợ thâm trầm hơn nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ, tại sao ba lại biến thành bộ dạng này? Lâm Trung Thiên cũng không nóng vội, chỉ nói với Lâm Thanh Diện rằng, con ngồi xuống trước đi. Mặc dù bộ dạng lúc này của ba trông rất đáng sợ, nhưng chưa chết ngay đâu. Lâm Thanh Diện gật đầu, rồi ngồi xuống ghế trong thư phòng Lâm Trung Thiên. Lâm Trung Thiên ngồi cạnh Lâm Thanh Diện, cảm khái nói, con còn nhớ, tại sao ba lại được mệnh danh là Đồ Thiên Tuyệt không? Lâm Thanh Diện ngẫm nghĩ, trước đây Lâm Trung Thiên từng kể cho anh nghe chuyện này rồi, lúc đó ông vừa mới tới quan lĩnh, vì muốn khống chế quan lĩnh trong tay, mà ông từng có một khoảng thời gian rất điên cuồng. Gần như giết sạch đối thủ mà ông từng gặp. Đến khi ông tới Đăng Thiên Thê, ông vẫn duy trì sự tàn bạo này, chưa từng buông tha bất kỳ người nào đứng cùng võ đài với mình. Cuối cùng khi Đăng Thiên Thê thành công, thậm chí ông còn giải quyết ông chủ đời trước của quan lĩnh ngay, nắm chắc quan lĩnh trong tay mình. Lúc đó cái tên Đồ Thiên Tuyệt này cũng khiến người khác nghe tiếng đã sợ mất mật, biến sắc ngay. Lúc đó Lâm Thanh Diện tưởng Lâm Trung Thiên vì muốn sống tiếp trong quan lĩnh, nên buộc phải đưa ra lựa chọn như vậy. Nhưng giờ nhìn bộ dạng này của Lâm Trung Thiên, hình như chuyện này vẫn còn ẩn tình nào khác. Ba, chẳng lẽ năm đó ba giết sạch người từng giao thủ với ba là có nguyên do khác? Lâm Thanh Diện hỏi. Lâm Trung Thiên gật đầu nói, không sai, năm đó quả thật thực lực mạnh hơn mấy cao thủ trong quan lĩnh rất nhiều, nhưng cho dù ba đánh thắng bọn họ, cũng không nhất thiết phải đuổi cùng giết tận họ, hơn nữa với tính cách của ba, sao có thể giết nhiều người như thế? Năm đó sở dĩ ba trở nên điên cuồng như thế là vì lúc ở trong nhà giam dưới lòng đất, ba đã bị sát khí từ dưới lòng đất ăn mòn. Sát khí dưới lòng đất, Lâm Thanh Diện bỗng nhíu mày,
hơi nghi ngờ nhìn Lâm Trung Thiên, lần trước anh đã nghe thấy hai từ sát khí này, trong mộ Tần Trường Sinh. Bình thường chỉ có người mạnh mẽ sau khi chết, sức mạnh trong cơ thể không tiêu tán hết, mới dần dần sinh ra sát khí, sao Lâm Trung Thiên lại bị sát khí ăn mòn chứ? Đúng vậy, sự ăn mòn của sát khí đó đã khiến ba trở nên điên cuồng, khó có thể kiểm soát bản thân, trong lòng luôn có suy nghĩ khát máu và giết chóc, nên ba mới giết sạch những người từng giao thủ với mình, thậm chí còn giết sạch hết những người từng ở chung nhà giam với mình. Lâm Trung Thiên tràn đầy cảm khái nói. Hơn nữa sát khí này không hề đơn giản như con tưởng tượng, giờ sở dĩ ba vẫn còn chút ý thức tỉnh táo, là vì vị trí của quan lĩnh có công dụng khống chế sát khí này, nhất là vị trí trung tâm hòn đảo này. Nên ba không thể rời khỏi quan lĩnh được, mà chỉ có thể đợi con tới đây tìm ba thôi. Một khi ba rời khỏi đây, sát khí trong người ba sẽ hoàn toàn mất khống chế, ba sẽ trở thành quái vật chỉ biết giết chóc. Nhưng dạo gần đây, sát khí trong người ba ngày càng khó kiểm soát, nó khiến ba biến thành bộ dạng mà con nhìn thấy đây, có lẽ chẳng bao lâu nữa, cho dù ba vẫn tiếp tục ở lại đây, thì cũng không thể khống chế được sát khí trong người nữa. Lần này ba gọi con tới đây, một là để nói cho con biết chuyện này, hai là muốn con giết chết ba trước khi ba hoàn toàn mất khống chế, để sau này ba khỏi làm ra những chuyện không có tính người. Lúc Lâm Trung Thiên nói những lời này, vẻ mặt ông rất bình tĩnh, như thể đã sớm nhìn thấu chuyện này rồi. Nhưng trong lòng Lâm Thanh Diện rất khó chịu, dù có thế nào, thì anh cũng không thể tự tay giết ba mình được. Lâm Thanh Diện nghiêm mặt nhìn Lâm Trung Thiên, ba đừng bi quan như thế, chỉ là chút sát khí thôi mà, chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết nó thôi. Lâm Trung Thiên bất đắc dĩ cười nói, mấy năm qua ba đã thử rất nhiều cách rồi, nhưng hoàn toàn vô ích, một khi sát khí này ngấm vào người, ngoại trừ sự áp chế từ vị trí của quan lĩnh, thì hoàn toàn không có biện pháp giải quyết nào khác. Nếu là trước đây, có lẽ Lâm Thanh Diện thật sự sẽ nảy sinh suy nghĩ như Lâm Trung Thiên, nhưng giờ anh đã tiếp xúc với nội kình, thậm chí đã trở thành cường giả hóa cảnh tông sư, nên anh không còn nghĩ như thế nữa. Lâm Trung Thiên nghĩ thế là vì cho dù ông lợi hại đến đâu, thì suy cho cùng ông cũng chỉ là người bình thường, ông chưa từng tiếp xúc với nội kình và sức mạnh huyền diệu như huyền kình. Ban đầu đối với Lâm Thanh Diện, đăng thiên thê là một chuyện phải dùng cả tính mạng mình để đánh đổi, nhưng giờ nếu toàn bộ cao thủ đăng thiên thê lúc đó đều đứng trước mặt anh có thể bóp chết bọn họ chỉ bằng một ngón tay. Nên Lâm Thanh Diện không cho rằng sát khí trong người Lâm Trung Thiên không thể chữa khỏi được. Lâm Trung Thiên hoàn toàn không thể tưởng tượng được rốt cuộc giờ Lâm Thanh Diện đã đạt tới trình độ nào. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Lâm Trung Thiên một lúc trước ở trong mộ Tần Trường Sinh, vì anh tin ông ta, nên mới uống đan dược có chứa sát khí mà ông ta đưa. Nhưng sau đó anh nhận ra rằng, thật ra sức mạnh trong cơ thể mình cũng có thể chống lại mấy sát khí đó. Tần Trường Sinh nói thế chỉ để lừa bọn anh uống đan dược thôi. Nên anh có thể dùng huyền kình để hóa giải sát khí. Nghĩ đến đây, anh liền nói với Lâm Trung Thiên, ba giơ tay ba ra cho con xem một lát. Chương 1096, hóa giải sát khí. Lâm Trung Thiên nghe Lâm Thanh Diện nói thế thì sửng sốt một lát rồi nói, giờ sát khí đang quấn quanh người ba, cho dù con chỉ chạm nhẹ vào người ba, thì mấy sát khí này cũng sẽ men theo lòng bàn tay xâm nhập vào cơ thể con, nên con đừng chạm vào người ba. Lâm Thanh Diện cười nói, ba, thật ra từ khi con rời khỏi quan lĩnh, thực lực của con đã tăng lên rất nhiều, nên mấy sát khí này chẳng có gì to tát với con cả. Lâm Trung Thiên lắc đầu nói, quả thật con rất có thiên phú, nhưng sát khí này rất quỷ dị, chứ không đơn giản như chúng ta nghĩ, cho dù con đánh thắng người khác, cũng không thể chống lại sát khí này. Lâm Thanh Diện thấy Lâm Trung Thiên không tin mình thì phóng ra một tia sức mạnh ngay, trên ngón tay anh hình thành một ánh kiếm, rồi chém vào một chiếc ghế ở gần đó. Chỉ trong nháy mắt, chiếc ghế đó liền vỡ tan tành dưới ánh kiếm của Lâm Thanh Diện. Lâm Trung Thiên chứng kiến cảnh tượng này với vẻ mặt không dám tin. Rõ ràng ông không ngờ Lâm Thanh Diện có thể làm ra chuyện thần kỳ như vậy, giờ ông đang trợn tròn mắt nhìn anh. Nhưng giờ bộ dạng ông hơi đáng sợ, nên sau khi trợn tròn mắt, ông càng trở nên đáng sợ hơn. Sao con có thể làm được chuyện này? Lâm Trung Thiên lẩm bẩm. Trước đây, ông luôn cho rằng Lâm Thanh Diện cũng giống như mình, có thể liên tục chiến đấu với mười mấy cao thủ đã là cực hạn mà con người có thể làm được rồi. Nhưng ông thật sự không thể ngờ rằng, Lâm Thanh Diện chỉ khẽ dùng một ngón tay, đã chém chiếc ghế vỡ tan tành, đây là điều mà con người không thể nào làm được. Nếu chuyện này không xảy ra ngay trước mắt ông, chắc chắn ông sẽ cho rằng đây chỉ là hiệu ứng đặc biệt do máy tính tạo ra. Lâm Thanh Diện cười nói với Lâm Trung Thiên, đây được gọi huyền kình,
là một sức mạnh được tu luyện từ trong cơ thể, nếu đạt tới một trình độ nhất định, thì có thể phóng sức mạnh này ra, để tấn công người khác. Rõ ràng đây là lần đầu tiên Lâm Trung Thiên tiếp xúc với chuyện này, mắt ông chứa đầy sự tò mò, hy vọng Lâm Thanh Diện có thể giảng giải thêm cho ông. Lâm Thanh Diện cũng không nóng vội, bắt đầu kể cho Lâm Trung Thiên nghe về sự phát triển của võ đạo nước C, và giới hạn mà võ đạo luyện tới tột cùng sẽ ở trình độ nào. Lâm Trung Thiên nghe xong thì cảm khái nói, không ngờ võ đạo nước C lại huyền diệu như vậy, mức cuối cùng còn có thể phóng sức mạnh ra bên ngoài, rồi giết người trong nháy mắt, xem ra ba đúng là ếch ngồi đáy giếng, trước đây ba luôn cho rằng, nhân loại đạt tới giới hạn bắp thịt rồi thì không thể bước tiếp nữa. Lâm Thanh Diện mỉm cười không nói gì, anh không nói cho Lâm Trung Thiên biết thật ra võ đạo nước C chỉ là thứ căn bản nhất, trước đây trên trái đất còn có thần tiên đi dạo nữa. Giờ anh có nói nhiều với Lâm Trung Thiên cũng chẳng có tác dụng gì, nói không chừng nói nhiều quá sẽ sinh ra tác dụng ngược, nên giờ Lâm Thanh Diện chỉ cần nói cho ông biết võ đạo nước C huyền diệu hơn ông nghĩ là đủ rồi. Nên con cảm thấy sức mạnh của con có thể hóa giải sát khí trong người ba, cho dù không hóa giải được, con cũng tin rằng sát khí này không thể xâm nhập ăn mòn người con được. Lâm Thanh Diện nói với Lâm Trung Thiên. Lâm Trung Thiên do dự một lát, cuối cùng vẫn cắn răng nói, nếu vậy thì ba sẽ cho con thử một lát. Nhưng một khi sức mạnh của con không thể hóa giải sát khí này, con phải nhanh chóng thu tay về ngay, ba không muốn hai ba con mình đều bước đi trên con đường này. Ba yên tâm, con tự biết chừng mực của mình, Lâm Thanh Diện tràn đầy tự tin nói. Rồi Lâm Trung Thiên giơ tay mình tới trước mặt Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cũng không do dự, nắm tay Lâm Trung Thiên ngay, rồi anh phóng huyền kinh trong người mình ra, men theo huyệt vị trên lòng bàn tay của ông, tiến thẳng vào kinh mạch của ông. Lúc mới chạm vào tay Lâm Trung Thiên, Lâm Thanh Diện liền cảm nhận được một cỗ sức mạnh mang tính công kích định đẩy lùi sức mạnh do anh phóng ra, có lẽ đây chính là sức mạnh của sát khí đó. Lâm Thanh Diện liền khống chế sức mạnh của mình, bắt đầu chống lại cỗ sức mạnh trong người Lâm Trung Thiên. Quả thật sát khí này khó giải quyết hơn Lâm Thanh Diện nghĩ, nhưng dù gì huyền kình trong người anh cũng là sức mạnh mà người thương nguyên giới đang hằng mong ước, nên với trình độ của nó, chút sức mạnh sát khí kia hoàn toàn không thể so bì được. Cho dù sát khí này rất khó giải quyết, nhưng cuối cùng nó vẫn bị huyền kình của Lâm Thanh Diện tiêu hao từng chút một. Lâm Trung Thiên không biết rốt cuộc Lâm Thanh Diện đang trải qua cảm giác gì, mà ông chỉ thấy lòng bàn tay anh truyền tới một cảm giác ấm áp, sát khí trong người ông cũng trở nên khuấy động hơn nhiều. Điều này khiến ông hơi khó chịu, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được, nên ông luôn nhẫn nhịn, đợi Lâm Thanh Diện giúp ông hóa giải sát khí trong người. Mấy sát khí này đã lan khắp kinh mạch trong người Lâm Trung Thiên. Lâm Thanh Diện muốn giúp ông hóa giải toàn bộ sát khí này, phải tiêu hao một lượng lớn sức lực. Hơn nữa anh phải kiểm soát tốt sức mạnh của mình, kinh mạch trong người khá mỏng manh, nên một khi bất cẩn, có thể sẽ phá vỡ kinh mạch của Lâm Trung Thiên. Trong thư phòng, hai người cứ duy trì dáng ngồi này đến nửa đêm. Lúc này, cả người Lâm Thanh Diện toát đầy mồ hôi, ngay cả quần áo cũng ướt đẫm, tình trạng của Lâm Trung Thiên cũng chẳng khá hơn anh là bao, hơn nữa sát khí luôn bạo phát trong người ông. Khiến ông chịu đựng rất khổ sở. Nhưng lúc này mạch máu màu đen trên mặt Lâm Trung Thiên đã tan biến gần hết rồi, cả người cũng bình thường hơn rất nhiều, xem ra sự cố gắng cả ngày của Lâm Thanh Diện rất có công dụng. Cuối cùng Lâm Thanh Diện dựa vào sức mạnh của mình, hóa giải tia sát khí cuối cùng trong người Lâm Trung Thiên, rồi vội vàng thu hồi sức mạnh về cơ thể mình, thở dài. Lâm Trung Thiên cảm nhận được cơ thể mình đã trở lại bình thường, như được tái sinh, cả người cũng nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. Mặt ông cũng trở lại bình thường, không còn tình trạng sát khí như trước nữa, sự nho nhã từ rất lâu về trước cũng trở về người ông lần nữa. Lâm Thanh Diện thấy ba mình đã trở lại bình thường, thì trên mặt cũng nở nụ cười vui vẻ. Giờ anh đã kiệt sức rồi, gần như muốn ngã gục. Hóa giải sát khí cũng không khó khăn gì, mà cái khó ở đây là Lâm Thanh Diện phải luôn tập trung tinh thần, không được tổn thương kinh mạch của Lâm Trung Thiên. Nên phải mất nhiều thời gian như vậy mới có thể hóa giải sạch sẽ sát khí trong người Lâm Trung Thiên. Không ngờ sẽ có một ngày sát khí này lại biến mất khỏi cơ thể ba, trước đây, ba đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc mình phải chết rồi. Lâm Thanh Diện, cảm ơn con, lần này nếu không có con, sớm muộn gì ba cũng sẽ bị sát khí này ăn mòn mà chết. Lâm Trung Thiên kích động nói. Lâm Thanh Diện mỉm cười, tất nhiên hóa giải nguy cơ cho ba mình là chuyện mà người làm con như anh nên làm. Đến lúc này, anh mới đưa ra những nghi vấn trong lòng mình. Ba có từng nghĩ tới chuyện, tại sao vị trí trung tâm hòn đảo này lại có công dụng áp chế sát khí trong người ba không? Chương 1097, dò xét.
Lâm Trung Thiên nghe Lâm Thanh Diện hỏi thế thì nghiêm túc trả lời, tất nhiên ba đã điều tra chuyện này rồi, bản thân nơi quan lĩnh này đã khá đặc biệt, mà vị trí trung tâm hòn đảo này càng xảy ra một số chuyện khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Mấy năm nay ba luôn ở lại nơi này, có rất nhiều đêm, ba sẽ mơ thấy một số chuyện kỳ lạ, đôi khi còn thấy một người toàn thân đầy máu me chạy về phía ba, định bắt ba lại, có lúc lại chứng kiến trận đại chiến rất rộng lớn, mà cảnh tượng đó chỉ có thể nhìn thấy trong phim. Hơn nữa ba cũng thường nghe thấy một giọng nói, bảo ba lặn xuống đáy biển, ở đó có người đang đợi ba. Sau đó vì muốn điều tra rõ xem rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì, ba đã tìm rất nhiều người, rồi bảo họ lặn xuống đáy biển, xem thử rốt cuộc dưới đó có thứ gì, tiện thể kiểm tra xem tại sao nơi này lại có tác dụng áp chế sát khí trong người ba. Nhưng điều khiến ba ngạc nhiên là, dưới đáy biển lại ẩn chứa rất nhiều sát khí, mà mấy người lặn xuống dưới biển đó đều chết hết. Sau đó ba liền nghĩ đến phía trên trung tâm hòn đảo, nếu dưới biển không thể điều tra được, thì ba sẽ đào một cái hang ở trên đảo, xem thử mình có thể đào ra được thứ gì không. Không ngờ ba thật sự đào ra được một đường hầm ở trên đảo, nhưng đường hầm đó cũng chứa đầy sát khí, hơn nữa còn gấp hơn trong biển rất nhiều lần, mấy người đào hầm đó cũng bị sát khí ăn mòn thành ma hết, vì thế ba đành phải giết sạch bọn họ. Từ đó về sau, ba liền từ bỏ suy nghĩ truy tìm nguyên do. Cả hòn đảo này gần như bị sát khí bao trùm, ngoại trừ trên mặt đất là không sao cả, hơn nữa còn có công dụng áp chế sát khí, mà sát khí trong biển và trong đường hầm đó cũng chưa từng lọt ra ngoài. Còn về nguyên do, ba đã hết cách để biết được rồi, mấy sát khí đó thật sự quá đáng sợ, hoàn toàn nằm ngoài tầm với của ba. Lâm Thanh Diện nghe Lâm Trung Thiên nói thế thì trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ, không hiểu tại sao trong biển và dưới lòng đất đều có sát khí, nhưng trên mặt đất lại không hề có. Mà ngược lại còn có tác dụng áp chế sát khí nữa. Hơn nữa từ lời nói của Lâm Trung Thiên, Lâm Thanh Diện có thể đoán ra được, hình như dưới hòn đảo này thật sự có thứ gì đó đang tồn tại, bằng không bọn họ không thể nào đào ra được đường hầm của hòn đảo này. Vậy đường hầm đó dẫn đến đâu? Có nhiều sát khí tồn tại như thế, chẳng khác nào đang nói thật ra dưới hòn đảo này là một huyệt mộ. Có lẽ, dưới trung tâm hòn đảo này là một bí cảnh đúng như Trần Vô Cực đã nói. Những nghi vấn này khiến Lâm Thanh Diện hoài nghi thật ra quan lĩnh là một nơi có rất nhiều lai lịch, cũng khiến anh nảy sinh sự tò mò mãnh liệt về đường hầm dưới vị trí trung tâm hòn đảo. Nếu dưới trung tâm hòn đảo thật sự là một bí cảnh, vậy thì Lâm Thanh Diện sẽ tiến thêm một bước về phía dược liệu mà Trần Vô Cực đang cần. Còn chuyện trên mặt đất có tác dụng áp chế sát khí, cũng khiến Lâm Thanh Diện cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng anh có thể chắc chắn, không phải là vì bầu không khí trên mặt đất đặc biệt mới có công dụng áp chế sát khí. Nhất định là trên trung tâm hòn đảo có thứ gì đó có thể áp chế mấy sát khí này. Anh vốn định phóng thần niệm của mình ra, để tìm kiếm thử xem nơi này có thứ gì khá đặc biệt không. Nhưng tiêu hao cả ngày trời đã làm anh có chút không trụ nổi nữa, mà tinh thần cũng kiệt quệ, hoàn toàn không thể phóng ra thần niệm. Ba, con sẽ ở lại đây một thời gian, để điều tra thử rốt cuộc nơi này có gì đặc biệt đến thế, nhưng hôm nay con thật sự quá mệt, nên phải nghỉ ngơi một lát. Ba sắp xếp cho con một nơi để con nghỉ ngơi trước đi. Lâm Thanh Diện nói. Lâm Trung Thiên vội gật đầu, rồi đứng dậy vỗ tay. Người đàn ông mặc vest đen đứng bên ngoài liền đi vào, thấy mặt Lâm Trung Thiên đã trở lại bình thường, cũng sửng sốt một lát. Cậu mau đi thu xếp một phòng cho thiếu chủ, đồng thời gọi mấy cô gái tới chăm sóc tận tình cho thiếu chủ ngay đi. Lâm Trung Thiên nói. Lâm Thanh Diện vội lên tiếng, anh sắp xếp cho tôi một phòng là được rồi, không cần gọi gái đâu. Lâm Trung Thiên cười bất đắc dĩ, thầm nghĩ con trai mình đúng là người si tình hiếm có, dù là lúc nào cũng chỉ trung thành với vợ. Người đàn ông đó nhận lệnh xong, thì sắp xếp cho Lâm Thanh Diện một phòng ngay, anh vừa bước vào phòng đã nằm xuống ngủ, rất muốn ngủ đến 3 ngày 3 đêm. Mặc dù Lâm Thanh Diện không muốn các cô gái tới chăm sóc, nhưng người đàn ông vẫn sắp xếp mấy cô đứng canh ngoài cửa, nếu anh có nhu cầu gì, bọn họ sẽ phục vụ cho anh ngay. Lâm Thanh Diện ngủ thẳng một giấc đến trưa ngày thứ ba. Mới từ từ tỉnh dậy. Anh vươn người, cảm thấy tinh thần rất sảng khoái, rõ ràng đã nghỉ ngơi khá tốt. Anh vừa mở cửa đi ra ngoài, thì nhận ra mấy cô gái cosplay mèo đen đang đứng canh trước cửa, tay còn cầm không ít đồ ăn, thấy Lâm Thanh Diện vừa ra khỏi phòng thì bao vây lại ngay. Thiếu chủ, cậu đói chưa? Mau ăn chút gì đi. Lâm Thanh Diện nhìn mấy cô gái này, da gà trên người bỗng nổi lên, thầm nghĩ mình đã nói không cần các cô gái tới chăm sóc rồi mà. Không ngờ ba vẫn sai anh ta đi sắp xếp, hơn nữa còn cosplay mèo đen. Nhưng quả thật anh có hơi đói bụng,
anh nhìn chằm chằm đồ ăn trong tay mấy cô gái, rồi cầm một dĩa lên, rời khỏi đây, chỉ còn lại mấy cô gái cosplay mèo đen đứng nhìn nhau. Ăn uống no say rồi, Lâm Thanh Diện bắt đầu công việc tuần tra trung tâm hòn đảo, mặc dù giờ phạm vi thần niệm của anh đã vượt xa lúc trước, nhưng diện tích trung tâm hòn đảo cũng không nhỏ, nên anh không thể bao quát hết được, đành phải kiểm tra từng chút một. Hơn nữa dựa theo lời nói của Lâm Trung Thiên, đào sâu 3 mét xuống mặt đất hòn đảo sẽ không sát khí, nên không loại trừ khả năng thứ có thể áp chế sát khí kia được chôn dưới đất. Mặc dù thần niệm có thể dễ dàng xuyên qua mặt đất, nhưng sẽ tiêu hao sức mạnh tinh thần rất lớn, nên đối với Lâm Thanh Diện, đây là một chuyện không hề nhỏ. Đến khi sẩm tối, cuối cùng Lâm Thanh Diện mới phát hiện ra tia khác thường, khi đang đi tới một nơi mà bình thường không ai lui tới trên hòn đảo. Anh dùng thần niệm bao quát xung quanh, rồi xuyên xuống dưới lòng đất, chẳng mấy chốc, thần niệm của Lâm Thanh Diện đã chạm đến một chỗ kỳ lạ. Không ngờ nơi đó lại ngăn cách thần niệm của Lâm Thanh Diện, anh không cảm nhận được bất kỳ thứ gì ở chỗ đó, như thể một phần không gian bị biến mất vậy, rất quỷ dị. Anh liền tìm mấy người tới đây, bảo họ đào chỗ anh mới phát hiện ra điểm khác thường lên. Thoáng chốc, quả nhiên mấy người đó đã đào ra được một thứ ở dưới lòng đất. Lâm Thanh Diện vội đi tới nhận lấy, sau khi lau sạch bùn đất ở phía trên, anh mới nhận ra không ngờ nơi này lại chôn một miếng ngọc bội được chạm khắc hoa văn phức tạp. Chương 1098, chuẩn bị đi vào đường hầm dưới lòng đất. Miếng ngọc bội màu trắng kia lấp lánh trong suốt, sờ vào có cảm giác trơn mượt, sau khi Lâm Thanh Diện đặt tay lên trên, anh lờ mờ cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ đặc biệt truyền ra từ miếng ngọc bội. Chẳng lẽ đây chính là miếng ngọc bội trấn áp tà khí dưới đảo? Lâm Thanh Diện lẩm bẩm. Anh niệm chú bọc miếng ngọc bội này lại, hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Thậm chí tay anh nắm lấy miếng ngọc bội mà cũng không thể cảm nhận được gì. Miếng ngọc bội này như có tác dụng ngăn thần niệm, không khỏi khiến Lâm Thanh Diện suy nghĩ nếu anh đặt miếng ngọc bội này lên người mình, có phải là sẽ không bị thần niệm của người khác phát hiện hay không? Đồng thời Lâm Thanh Diện còn cảm nhận được một nguồn sức mạnh lớn đang dâng lên trong miếng ngọc bội, loại sức mạnh đó khá kỳ lạ, đặc biệt, không biết dùng để làm gì, anh thử nhiều cách để di chuyển sức mạnh trong miếng ngọc bội, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Sau khi nghiên cứu chi tiết miếng ngọc bội này cả nửa ngày trời nhưng không có được tin tức hữu dụng nào, Lâm Thanh Diện bèn mang miếng ngọc bội đi tìm Lâm Trung Thiên. Trong phòng làm việc của Lâm Trung Thiên, con nói cái gì, con muốn đi đường hầm dưới lòng đất đó. Lâm Trung Thiên không dám tin nhìn Lâm Thanh Diện, không ngờ Lâm Thanh Diện lại nói ra lời khiến ông sợ hãi như vậy. Bây giờ sát khí trong cơ thể ông đã không còn nữa, hoàn toàn biến thành một người bình thường, vì vậy ông đã có thể rời khỏi quan lĩnh rồi. Ông vốn còn muốn cùng Lâm Thanh Diện trở về Kinh Đô, đến đó thăm cháu gái của mình, kết quả Lâm Thanh Diện lại muốn đi vào đường hầm dưới lòng đất, theo ông thấy, đây đúng là hành động tìm chết. Ba không đồng ý cho con đi tới đó, sát khí nơi đó không phải là thứ con có thể tưởng tượng nổi đâu, đến đó rồi, con sẽ không trở về được nữa, bây giờ sát khí của ba đã không còn nữa, dưới lòng đất rốt cuộc có gì, không phải chuyện chúng ta nên quan tâm, ba không muốn ba ổn rồi, lại mất con bởi sát khí. Lâm Trung Thiên kích động nói. Lâm Thanh Diện lập tức lấy miếng ngọc bội anh tìm được hôm nay ra, nói với Lâm Trung Thiên, hôm nay con tìm được miếng ngọc bội này, con nghi ngờ sở dĩ nơi này có thể trấn áp sát khí chính là vì miếng ngọc bội này, chỉ cần con mang miếng ngọc bội này theo, chắc sẽ không có vấn đề gì. Lâm Trung Thiên nhìn miếng ngọc bội kia, gương mặt vẫn rất kiên định, nói, vậy cũng không được, không ai biết dưới lòng đất có gì, chỉ riêng sát khí này thôi đã khiến người ta phải sợ hãi rồi. Trong đó chắc chắn còn những nguy hiểm khác, ba không thể để con đi mạo hiểm được. Ở dưới trung tâm đảo, rất có thể là một bí cảnh, chỉ có nơi như vậy mới có những dược liệu mà Trần Vô Cực nói, Lâm Thanh Diện sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy được. Ba, tin con, sẽ không có chuyện gì đâu, miếng ngọc bội này chỉ có thể trấn áp sát khí, nếu bên dưới ngoài sát khí còn có những nguy hiểm khác, sao ba có thể ở đây sinh sống nhiều năm như vậy chứ? Lâm Thanh Diện nói, hơn nữa con cần vào để xác nhận xem nơi này có phải nơi như con nghĩ hay không, con có một món đồ rất quan trọng cần vào đó để tìm, con không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào được. Lâm Trung Thiên nghe lời Lâm Thanh Diện nói, bất lực thở dài, sau đó nhìn miếng ngọc bội trong tay Lâm Thanh Diện, nói con muốn đi đường hầm đó cũng được, nhưng buộc phải xác nhận xem miếng ngọc bội này có thật sự trấn áp được tà khí hay không. Lâm Thanh Diện vui vẻ, gật đầu với Lâm Trung Thiên. Tuy biết trong đường hầm này có thể ẩn chứa rất nhiều gian nan, hung hiểm, nhưng Lâm Thanh Diện không phải kiểu người gặp khó khăn mà lùi bước. Nếu không thể tìm được số dược liệu kia, vậy thà để anh chết đi còn hơn,
Cách Lâm Thanh Diện xác nhận xem miếng ngọc bội này có thể trấn áp được sát khí hay không rất đơn giản, theo như Lâm Trung Thiên nói, dưới hồ nước 15 mét sẽ bắt đầu có sát khí xuất hiện trong nước, vì vậy Lâm Thanh Diện tìm một con cá, đặt miếng ngọc bội lên người con cá, rồi để con cá lặn xuống dưới hơn 10 mét. Đợi đến lúc vớt cá lên, nếu cá còn sống, đương nhiên có thể chứng minh miếng ngọc bội này thật sự có thể trấn áp sát khí. Mà sự thật cũng giống những gì Lâm Thanh Diện nghĩ, lúc con cá kia được vớt lên, quả thực vẫn còn nhảy nhót, không có bất cứ vấn đề nào. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lâm Thanh Diện lại tìm những con vật nhỏ khác để thử, cuối cùng phát hiện, sau khi chúng đeo miếng ngọc bội này rồi đến nơi có sát khí, đều có thể bình yên sống sót. Lúc này Lâm Trung Thiên mới tin chính là miếng ngọc bội này đã áp chế sát khí ở trung tâm đảo. Sau khi xác nhận chuyện này, Lâm Thanh Diện lập tức bắt đầu chuẩn bị chuyện đi xuống đường hầm dưới lòng đất. Vì nếu Lâm Thanh Diện mang miếng ngọc bội này xuống đường hầm dưới lòng đất, rất có thể trên mặt đất sẽ không còn thứ trấn áp sát khí, luồng sát khí đó sẽ dần dần thoát ra ngoài. Vì vậy Lâm Thanh Diện bảo Lâm Trung Thiên sơ tán mọi người ở trung tâm hòn đảo, thậm chí trong phạm vi 10 dặm quanh hồ cũng không thể có bất cứ hoạt động nào, cho đến khi Lâm Thanh Diện ra ngoài thì thôi. Đương nhiên, Lâm Trung Thiên cũng không thể tiếp tục ở trung tâm đảo nữa, ông và mọi người của quan lĩnh cần đi ra khỏi phạm vi 10 dặm quanh trung tâm đảo. Lâm Thanh Diện và Lâm Trung Thiên đã hẹn với nhau, anh sẽ chỉ vào trong đó một tuần sau, bất kể anh có tìm thấy đồ anh cần hay không đều buộc phải ra ngoài. Nếu như trong thời gian đã hẹn Lâm Thanh Diện không ra ngoài, vậy chứng tỏ anh đã chết ở trong đó, hoặc là bị nhốt ở trong đó. Lúc đó Lâm Trung Thiên buộc phải tìm Quý Trường Thanh, bảo bọn họ nghĩ cách đi xuống dưới lòng đất, đến nơi mà Lâm Thanh Diện nói để xác nhận tình hình của anh. Sở dĩ Lâm Thanh Diện sắp xếp như vậy là vì Quý Trường Thanh và Lý Mộ Bạch đều là những ông già đã sống hơn trăm năm, kinh nghiệm chắc chắn sẽ phong phú hơn anh, chắc sẽ có cách để chống lại luồng tà khí kia, muốn vào đường hầm để xác nhận tình hình của anh chắc là vẫn rất dễ dàng. Hơn nữa luồng tà khí ở đây đáng sợ như vậy, quả thực Lâm Thanh Diện cũng phải nói rõ tình huống ở đây cho Quý Trường Thanh và Lý Mộ Bạch, tránh để xảy ra việc ngoài ý muốn. Sau khi sắp xếp xong, Lâm Trung Thiên và Lâm Thanh Diện bắt đầu sơ tán mọi người. Lâm Trung Thiên sơ tán hết mọi nhân viên trong phạm vi 10 dặm ra bên ngoài, và còn tuyên bố với bên ngoài, quan lĩnh tạm dừng kinh doanh, những người đang ở quan lĩnh nghỉ lễ đều bị đuổi đi rồi. Sau khi làm xong những chuyện này, Lâm Thanh Diện lại xác nhận lại những món đồ anh cần mang vào đó. Sau khi chuẩn bị chu toàn mọi thứ, Lâm Thanh Diện đích thân đưa Lâm Trung Thiên đến nơi cách nơi này 10 dặm. Lâm Trung Thiên đau lòng nhìn con trai mình. Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, nhất định phải sống trở về đấy. Lâm Thanh Diện cười, nói yên tâm đi ba, con phúc lớn mạng lớn, không dễ chết vậy đâu. Lâm Trung Thiên vỗ vai anh, không nói gì nữa. Lâm Thanh Diện cũng không do dự nữa, quay người đi về phía trung tâm đảo. Lâm Trung Thiên đã nói với Lâm Thanh Diện vị trí cụ thể của đường hầm dưới lòng đất, đợi đến trung tâm đảo là anh có thể vào đường hầm rồi. Chương 1099, bóng đen. Trên trung tâm hòn đảo, Lâm Thanh Diện đến căn phòng dưới lòng đất trong căn biệt thự của Lâm Trung Thiên. Anh làm theo lời Lâm Trung Thiên nói, đến một góc vô cùng bí ẩn trong căn phòng dưới tầng hầm, sau đó tìm thấy một cái nút, ấn vào đó, bức tường trước mặt anh đột nhiên chậm rãi chuyển động. Ngay sau đó, Lâm Thanh Diện nhìn thấy một cánh cửa an toàn được mã hóa như cánh cửa của ngân hàng xuất hiện trước mặt anh. Trên cánh cửa, có một thiết bị mã hóa vô cùng phức tạp. Cho dù tên trộm đẳng cấp nhất thế giới có đến đây, e là cũng không thể nào mở được cánh cửa này. Cánh cửa này là do Lâm Trung Thiên đã cố ý tìm người dựng lên để tránh kẻ khác thâm nhập xuống dưới lòng đất, muốn mở cánh cửa này ra, buộc phải có mật mã chính xác, nếu không cho có nổ bom cũng không thể nào nổ được cánh cửa này. Trước khi đến đây, đương nhiên Lâm Thanh Diện đã nói mật mã để mở cánh cửa này cho Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện đi đến trước cánh cửa, làm theo lời Lâm Trung Thiên nói. Bắt đầu nhập mật mã thử mở cánh cửa mã hóa từng chút một. Qua khoảng nửa tiếng, Lâm Thanh Diện nghe thấy cánh cửa truyền đến một tiếng, tinh, lúc này mới biết anh đã mở được cánh cửa ra rồi. Đây chắc chắn là cái cửa khó mở nhất mình từng gặp, xem ra không để người khác có thể dễ dàng vào đây, ba đã tốn không ít công sức. Lâm Thanh Diện lẩm bẩm. Sau đó anh bước vào trong. Bên trong là một đường hầm dài, đoạn đường đầu là Lâm Trung Thiên sai người đào ra. Vì vậy nơi này không có nguy hiểm gì cả, đi vào trong khoảng hơn một phút nữa, Lâm Thanh Diện mới dần dần cảm nhận được tình hình xung quanh đã có chút thay đổi. Nơi này không được tu sửa ngăn nắp giống như đoạn đường ban đầu nữa, mà đã trở nên lồi lõm, không bằng phẳng,
cách đó không xa, Lâm Thanh Diện có thể nhìn thấy xương người rải rác dưới đất, xem ra là những người năm đó Lâm Trung Thiên sai đến đây đào hang. Càng đi vào trong, Lâm Thanh Diện nhìn thấy càng nhiều xương cốt, năm đó lúc Lâm Trung Thiên đào con đường hầm này đã tìm rất nhiều người, lúc đó bọn họ không hề biết đến sự tồn tại của sát khí phía dưới, vì vậy lúc phản ứng lại, một nửa đám người đó đã bị sát khí xâm nhập rồi. Lúc những người này cảm nhận được sự nguy hiểm đã bắt đầu điên cuồng chạy ra phía ngoài, nhưng cuối cùng không thể chạy thoát khỏi sự xâm nhập của sát khí, từng người một biến thành kẻ điên, bắt đầu tàn sát lẫn nhau, cuối cùng tạo thành cảnh tượng mà Lâm Thanh Diện đang thấy. Tiến lên phía trước chưa bao lâu, Lâm Thanh Diện cũng bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại của sát khí xung quanh người mình, nhưng vì tác dụng của miếng ngọc bội, luồng sát khí đó đều tránh khỏi Lâm Thanh Diện, dường như bốn phía xung quanh anh hình thành một rào cản vô hình, ngăn cản luồng sát khí đó xâm nhập cơ thể anh. Rất nhanh, Lâm Thanh Diện đã đi đến nơi giao nhau giữa cái hang mà Lâm Trung Thiên sai đám người kia đào và con đường hầm. Anh đi thẳng vào phía trong đường hầm kia, có một cảm giác nặng nề ập vào người anh. Dường như con đường hầm này đã tồn tại trên thế giới này hàng nghìn năm vậy. Con đường hầm này không tính là rộng, chỉ có thể chứa được tầm 4-5 người đi lại, một mình Lâm Thanh Diện đi vào trong, vẫn xem như là khá thoải mái. Nhưng cho dù có nhìn thế nào, con đường hầm này cũng giống như là con người tạo ra, chứ không giống với bí cảnh thiên nhiên mà Trần Vô Cực miêu tả. Chẳng lẽ nơi này không phải bí cảnh gì cả? Sự nghi hoặc này xuất hiện trong đầu Lâm Thanh Diện, bây giờ anh đã đến đường hầm này rồi. Muốn làm rõ con đường này sẽ dẫn đến nơi nào, thì chỉ còn cách đi đến tận cùng. Men theo con đường đi về phía trước, Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận được anh cách mặt đất càng lúc càng xa, hơn nữa sát khí trong con đường hầm cũng càng lúc càng dày đặc, sát khí lúc trước đó anh còn có thể dựa vào sức mạnh của mình để chống cự, nhưng đi xuống sâu, sát khí dày đặc đến một mức độ nhất định, cho dù Lâm Thanh Diện đã đạt đến trình độ hóa cảnh đỉnh phong e là cũng không chống cự nổi sự xâm nhập của luồng sát khí này. Hơn nữa, đây còn là suy đoán của Lâm Thanh Diện sau khi tu luyện huyền kình, nếu là người bình thường luyện đến trình độ hóa cảnh đỉnh phong vào đây, e là chỉ mới hô hấp một lúc đã bị sát khí xâm nhập mà chết rồi. Lúc này Lâm Thanh Diện đột nhiên lo lắng nếu một tuần sau anh không thể nào ra khỏi đây, nhóm người Quý Trường Thanh phải làm thế nào để vào đây xác nhận tình huống của anh. Theo mức độ dày đặc của luồng sát khí này, không có miếng ngọc bội mà Lâm Thanh Diện tìm được kia, cho dù có nhiều thủ đoạn như thế nào, e là cũng không thể tiến vào bên trong được. Có điều lúc này anh đã không thể suy nghĩ đến những vấn đề này được nữa, điều anh có thể làm là tiếp tục tiến lên phía trước, làm rõ nơi này rốt cuộc là nơi như thế nào. Khi đi xuống đến nơi cách mặt đất khoảng 1 km, cuối cùng Lâm Thanh Diện cũng nhìn thấy một chút thay đổi xảy ra ở phía trước. Anh thấy đường hầm phía trước đột nhiên trở nên rộng hơn nữa còn có thể nhìn thấy có ánh sáng lờ mờ, như ánh sáng được tỏa ra từ thứ như dạ minh châu. Lúc Lâm Thanh Diện sắp đến nơi tỏa ra ánh sáng, có một bóng đen đột nhiên lướt qua mặt anh. Thần kinh của Lâm Thanh Diện lập tức thắt chặt lại, theo lý mà nói nơi như này không nên có người sống mới phải, sao có thể có bóng đen xuất hiện được? Chẳng lẽ giống với Mộ Tần Vương, người đã chết rất nhiều năm kia, vì sát khí xâm nhập, lại thêm chấp niệm trong lòng, cuối cùng hóa thành thứ như cương thi. Lâm Thanh Diện lập tức trở nên căng thẳng, anh phóng ra thần niệm, muốn nhìn xem rốt cuộc là thứ gì, nhưng sát khí ở đây quá dày đặc. Thần niệm của anh rất khó để thực hiện. Vì vậy bây giờ anh chỉ có thể dựa vào ngũ cảm để phán đoán bóng đen vừa nãy rốt cuộc là thứ gì. Anh tiếp tục đi về phía trước, có một con dao dài xuất hiện trên tay anh, tản ra ánh sáng lờ mờ, khiến cho con đường hầm trở nên sáng hơn một chút. Rất nhanh, Lâm Thanh Diện đã đến một nơi rộng rãi, anh nhìn thấy phía trước là một nơi giống như đại sảnh, trên bốn bức tường xung quanh có rất nhiều đá dạ quang, ánh sáng nơi này đều được tản ra từ chỗ đá dạ quang đó. Lâm Thanh Diện chú ý được, chỗ đá dạ quang này đều là cực phẩm trong cực phẩm, tùy tiện lấy một viên ra, e rằng đều sẽ bán được với giá hàng vài trăm tỷ, mà trên tường lại kín mít loại đá dạ quang này. Chúng giống như những con mắt, sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, khiến cả đại sảnh có một cảm giác u ám đáng sợ. Lâm Thanh Diện đứng ở lối vào quan sát một lúc, sau đó định bước vào trong đại sảnh, xem nơi này có thể phát hiện được gì hay không. Đúng lúc này, bóng đen kia lại xuất hiện trước mặt Lâm Thanh Diện lần nữa, Lâm Thanh Diện không nói lời nào, cầm con dao trong tay chém về phía người kia. Tiếng va chạm vang lên. Người kia giơ tay ra giữ lấy dao của Lâm Thanh Diện, sau đó ông ta đã trực tiếp làm tan biến cây dao dài do sức mạnh hóa thành kia. Cũng đúng lúc này, Lâm Thanh Diện nhìn rõ dáng vẻ của bóng đen này, không ngờ lại là một người trung niên ăn vận chỉnh tề, gương mặt nghiêm nghị,
Chương 1100, con rối. Lâm Thanh Diện không thể ngờ, bóng đen xuất hiện ở đây lại trông có vẻ rất giống người bình thường. Đồng thời trong lòng anh cũng có một nỗi kinh hoàng sâu sắc, ban nãy người này rất nhẹ nhàng đã giữ được con dao dài mà anh dùng sức mạnh để biến ra. Hơn nữa chỉ khẽ dùng lực, con dao dài của Lâm Thanh Diện đã lập tức biến mất. Điều này khiến Lâm Thanh Diện cảm thấy anh và ông ta vốn không phải người cùng đẳng cấp. Ban nãy rõ ràng anh không cảm nhận được bất cứ sự xuất hiện nào về sức mạnh của người đàn ông trung niên này, giống như là một người đàn ông trung niên hoàn toàn dựa vào sức mạnh cơ thể hóa giải sự công kích của anh. Cơ thể của người đàn ông này mạnh đến mức độ nào mới có thể tay không giữ lấy con dao của Lâm Thanh Diện chứ? Suy nghĩ này lướt qua trong đầu Lâm Thanh Diện, sau đó anh nhanh chóng lùi về phía sau. Một người đáng sợ như vậy đứng trước mặt anh, nếu đối phương muốn giết anh, e là không cần tốn chút sức nào. Tiền bối, quả thực ngại quá, tôi không phải cố ý xông vào đây đâu, nếu tiền bối không cho qua, tôi sẽ trở về. Lâm Thanh Diện ôm quyền với người đàn ông trung niên trước mặt. Người đàn ông trung niên đứng nguyên tại chỗ, không có bất cứ động tác nào, cũng không biết là đang nghĩ gì. Lúc này Lâm Thanh Diện cũng mới có tâm tư cẩn thận quan sát người đàn ông trung niên. Anh phát hiện người đàn ông trung niên này nhìn có vẻ rất giống người bình thường, nhưng lại cho người ta một cảm giác rất không hài hòa. Đôi mắt của ông ta không có bất cứ thần thái nào, như là thiếu mất linh hồn vậy, ngây ngốc lại chỉ đồn. Có điều tốc độ ban nãy của người đàn ông này khiến Lâm Thanh Diện hiểu rõ, ông ta chắc chắn không phải kẻ chỉ đồn, chỉ là nhìn có vẻ ngây ngốc mà thôi. Thấy người đàn ông trung niên kia không có phản ứng, Lâm Thanh Diện bèn thử hỏi dò một lần nữa, tiền bối, không biết nơi này là nơi nào, có thể nói được không? Người đàn ông trung niên kia vẫn không có phản ứng gì. Lâm Thanh Diện nhất thời cảm thấy có chút kỳ lạ, theo lý mà nói cho dù người đàn ông trung niên này không muốn để ý đến anh, cũng nên có chút phản ứng mới phải, chứ không phải giống một bức điêu khắc, đứng bất động tại đó. Đúng lúc này, trong đầu Lâm Thanh Diện hiện lên một từ, khiến anh tìm được nguyên nhân người đàn ông trung niên này đứng bất động tại chỗ. Con rối. Người đàn ông trước mắt tuy trông không khác gì người bình thường, nhưng đôi mắt ông ta không có chút thần thái nào, giống như không có linh hồn vậy. Chứng tỏ người đàn ông này so với người bình thường vẫn có sự khác biệt nhất định. Nếu không cho dù có là người chỉ đồn, cũng sẽ không đứng tại chỗ một lúc lâu như vậy mà không có bất cứ động tĩnh và phản ứng nào. Người đàn ông trung niên này chắc là một con rối mạnh mẽ được chế tạo ra từ chất liệu đặc biệt nào đó, vì vậy nên ban nãy lúc giao đấu với Lâm Thanh Diện mới không có bất cứ sự dao động nào của sức mạnh, chỉ thuần túy dựa vào sức mạnh cơ thể. E là chỉ có con rối mới có thể phát huy sức mạnh của cơ thể đến mức độ này. Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Diện đại khái cũng đoán được tại sao anh hỏi ông ta mà ông ta lại không có chút phản ứng nào rồi. Con rối này chắc là đang hành động tuân theo một vài chỉ thị đơn giản, nếu Lâm Thanh Diện không kích thích một vài điều kiện, chắc những con rối này sẽ không có bất cứ phản ứng nào. Nghĩ như vậy, Lâm Thanh Diện đi về phía trước hai bước, muốn xem con rối này sẽ có phản ứng gì. Cập nhật nhanh tại chuyên.oan. Quả nhiên, Lâm Thanh Diện vừa tiến lên hai bước. Con rối kia đã giơ tay lên, cản anh lại. Hơn nữa cổ họng của ông ta còn phát ra tiếng khàn khàn. Nếu muốn thông qua, buộc phải chấp nhận thử thách, bất kể sống chết, cậu còn muốn tiếp tục không? Lâm Thanh Diện nghe thấy con rối nói ra lời này, nhất thời ngơ ra, không ngờ lại thật sự là một con rối, chỉ cần anh biểu hiện ra dáng vẻ muốn đi qua, ông ta mới nảy sinh phản ứng. Hơn nữa thử thách mà con rối nói đã thu hút sự chú ý của Lâm Thanh Diện, anh nghĩ một lúc. Hỏi thử thách gì? Lâm Thanh Diện vốn tưởng rằng sẽ không nhận được bất cứ câu trả lời nào, anh cũng chỉ tùy tiện hỏi một câu thôi, nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời của con rối. Đại sảnh phía trước được gọi là đại sảnh ý chí, là nơi mà lúc chủ nhân còn sống đã ở, sau này được dùng để thử thách ý chí của con người. Người tiến vào đại sảnh sẽ cảm nhận được một luồng trọng lực, càng vào trong lực sẽ càng mạnh, không có bất cứ cách nào, máy móc nào có thể tránh được trọng lực này. Chỉ có thể dựa vào ý chí của bản thân để chống cự, người có ý chí càng mạnh, trọng lực có thể chịu đựng được cũng càng mạnh. Nếu không đủ ý chí, sẽ bị trọng lực nghiền nát, nếu thực lực không vượt qua chủ nhân, cho dù thủ đoạn thông thiên cũng không thể hóa giải trọng lực này, sống sót ra khỏi đại sảnh ý chí, sẽ được xem là thông qua thử thách. Nghe thấy lời con rối nói, Lâm Thanh Diện lập tức cảm thấy rất thần kỳ, không ngờ lại còn có thủ đoạn dùng thể thử thách như vậy nữa. Theo lời con rối nói, đại sảnh ý chí này sẽ không quan tâm tới thực lực của người đi vào, muốn vượt qua, chỉ có thể dựa vào ý chí của mình,
trừ phi thực lực vượt qua chủ nhân mà con rối nói kia, nếu không thì không thể nào hóa giải được trọng lực này. Chỉ là một con rối đã khiến Lâm Thanh Diện cảm thấy có chút sợ hãi rồi, nghĩ thôi cũng biết chủ nhân của nó ghê gớm đến mức độ nào. Dù sao chắc chắn Lâm Thanh Diện không thể dựa vào thực lực để hóa giải trọng lực này được. Hơn nữa đây còn là lần đầu tiên anh nghe thấy trọng lực có thể tùy theo sự thay đổi của ý chí con người mà thay đổi, điều này cũng đủ để chứng tỏ thủ đoạn của người tạo ra đại sảnh ý chí này đáng sợ đến mức nào. Chủ nhân mà con rối nói rất có thể là một vị đại năng đã xuất hiện trên trái đất 5.000 năm trước. Đến đây, về cơ bản Lâm Thanh Diện có thể chắc chắn, đây không phải bí cảnh gì cả, đây chắc là mộ huyệt của một vị đại năng, hoặc là một nơi kiểu như di tích. Điều này cũng có nghĩa, cho dù tiếp tục đi xuống phía dưới, cũng rất có thể không tìm được dược liệu anh cần. Vì vậy Lâm Thanh Diện có chút cho dự, không biết anh có nên đi xuống hay không. Suy nghĩ một lúc lâu, Lâm Thanh Diện nhìn về phía đại sảnh ý chí, anh đoán, thử thách mà người chủ nhân kia để lại chắc chắn là có mục đích. Nếu như anh tiếp tục đi về phía trước, nói không chừng sẽ có thu hoạch không ngờ tới, dù sao cũng không có ai tạo ra một thử thách ở đây chỉ để trêu chọc người đến sau cả. Người chủ nhân này chắc chắn đã để lại món đồ quý giá gì đó ở đây. Tuy mục đích của Lâm Thanh Diện là dược liệu, nhưng đồng thời anh cũng cần nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, dù sao bí cảnh mà Trần Vô Cực nói cũng rất gian nan, nguy hiểm, với thực lực hiện tại của anh, đi vào chỉ có một con đường chết. Mà thử thách nơi này rõ ràng không cần thực lực quá mạnh, cũng có cơ hội thông qua. Về mặt ý chí, Lâm Thanh Diện cũng rất có tự tin với bản thân, nếu ý chí của anh yếu ớt, sao có thể từng bước đi đến ngày hôm nay được. Hít sâu một hơi, cuối cùng Lâm Thanh Diện cũng đưa ra quyết định. Tiếp tục tiến về phía trước. Cho dù đại sảnh ý chí này còn thử thách khác, Lâm Thanh Diện cũng vẫn có thể rút lui, vì vậy không có gì đáng sợ cả. Anh nhìn con rối kia, nói tôi chấp nhận thử thách. Con rối như là nghe hiểu lời Lâm Thanh Diện nói, lập tức quay người qua một bên, làm ra tư thế mời với Lâm Thanh Diện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1100.